Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 535, Chu Tâm hứa ứng tâm càng ngày càng nặng, vừa mới tổ đình tứ thánh, mỗi người đều muốn so linh lung thiên tông tông chủ viên công thông còn muốn cường hoành hơn, nhưng là đối mặt tiểu thiên tôn, hay là một chiêu bại trận. Đây là bốn người liên thủ tình huống dưới, bốn người liên thủ, mô phỏng tiên vương chiến lực, hay là bị thua, thậm chí bị bại càng nhanh. Tiểu thiên tôn thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hứa ứng trầm ngâm một lát, nói chúng ta vừa mới nói tới có phải là hay không phản bội vấn đề. Vấn đề này, ta không cách nào trả lời chắc chắn ngươi. Hắn cảm nhận được từ trên thân tiểu thiên tôn truyền đến sát ý, thế là xoay người lại, chính diện tiểu thiên tôn, nói, ngươi cho là phản bội người kia, ký ức một mực bị phong ấn, hắn kinh lịch vạn thế luân hồi, lọt vào vạn lần phong ấn, đến nay không cách nào nhớ lại năm đó chuyện gì xảy ra. Tiểu thiên tôn trầm mặc, hứa ứng nói, tiểu thiên tôn, giết một người như vậy không biết chút nào, ngươi sẽ có báo thù khoái cảm sao. Ta coi là, chỉ có tỉnh lại trí nhớ của hắn, để hắn nhớ lại trước kia tự mình làm qua chuyện sai sau đó lại động thủ giết chết hắn mới tính chân chính trả thù tiểu thiên tôn trầm mặc một lát nói giết người chu tâm hứa ứng cười cười giết người không chu tâm lại có cái gì niềm vui thú ta tại đạo khải chi địa trấn áp thiên địa đại đạo tiên khí bên trên thấy được ngươi lưu lại bốn chữ phong ấn những năm gần đây ngươi hẳn là đối với bốn chữ này tràn đầy nghiên cứu nghĩ đến ngươi suy nghĩ bốn chữ này hẳn là dự định phá giải bốn chữ này phong ấn hắn nói bốn chữ, chỉ là linh ngữ hữu ngữ bốn chữ. Tiểu thiên tôn dùng bốn chữ này phong ấn 1.300 tiên khí, ý đồ khôi phục đạo khải chi địa thiên địa đại đạo, nhưng mà bởi vì không có hiểu thấu đáo bốn chữ ảo diệu, dẫn đến tiên khí hay là trấn áp thiên địa đại đạo. Thẳng đến hứa ứng đem bốn chữ này bù đắp, tiên khí mới bị trấn áp, đạo khải chi địa cũng bởi vậy khôi phục. Người phá giải phong ấn mục đích, hẳn là cũng nghĩ giải phong người kia ký ức, để hắn chết cái minh bạch đi. Hứa ứng thử dò xét nói. Giờ khắc này, hồ trác quân cảm thấy hắn tựa như là chỉ tu luyện có thành tựu hồ ly đực, lay động lấy cái đuôi, làm ra mê hoặc địch nhân cử động. Tiểu thiên tôn thật sâu liếc hắn một cái, bỗng nhiên ống tay áo phất động, đi thẳng về phía trước, nói, người đi theo ta. Hứa ưng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đuổi theo cước bộ của hắn, trong lòng yên lặng nói, quả nhiên như ta phỏng đoán như thế, tiểu thiên tôn hoàn toàn chính xác đối với bốn chữ này tràn đầy nghiên cứu. Hắn tâm thần có chút kích động, tiểu thiên tôn muốn giết hắn, liền phải giúp hắn khôi phục ký ức. Mà giúp hắn khôi phục ký ức, liền chỉ cần giúp hắn bài trừ phong ấn. Hiển nhiên Tiểu Thiên Tôn cho là, giúp hứa ứng khôi phục ký ức đằng sau, lại giết chết hứa ứng, so sánh qua nghiện. Nếu như hứa ứng tỉnh tỉnh mê mê, đối quá khứ đã làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả, giết hắn cùng giết gà có gì khác biệt. Giết hắn đằng sau, hồi tưởng lại đều sẽ hối hận, hận không thể đem hắn từ nơi này đi ra lại giết mấy lần. Hắn một ngày không có giúp ta bài trừ phong ấn, liền một ngày sẽ không giết ta. Nếu như hắn suốt đời không phá được phong ấn, liền suốt đời sẽ không giết ta. Hứa ứng yên lòng, có dạng này một vị tiên vương cấp tồn tại giúp ta phá giải phong ấn, đương nhiên là một chuyện tốt. Lấy trí tuệ của hắn, hẳn là không cách nào hoàn toàn phá giải. Phong ấn hứa ứng, không phải bốn cái phù văn, mà là 24 phù văn. Huống chi, nếu như tiểu thiên thôn hoàn toàn phá giải phong ấn, hứa ứng đời thứ nhất ký ức trở về, khi đó thực lực của hắn chỉ sợ liền không phải tiểu thiên tôn có khả năng nắm bởi vậy tính thế nào hứa ứng đều không lỗ hồ trác quân đi theo phía sau hai người trong lòng có chút buồn bực đôi thầy trò này rất cổ quái nói chuyện giống như là giải đố một dạng cho nàng một loại rất bất an cảm giác nàng luôn cảm giác trong này có cố sự qua hồi lâu bọn hắn rốt cục đi vào ly hận viên đột nhiên có người kinh hô tử y thần hầu sở thiên đô thần hầu sở thiên đô xuất hiện hứa ứng không tự chủ sở về phía mặt mình kinh ngạc nói ta nhanh như vậy liền bị người nhận ra rất nhiều ma tộc luyện khí sĩ chen chúc tiến lên từ bên cạnh bọn họ tiến lên có người nghe được hứa ứng mà nói theo tiếng xem ra cười lạnh nói nơi này còn có cái hàng giả trang rất giống hồ chắc quân giận dữ mù mắt chó của ngươi vị này mới là tử y thần hầu sở thiên đô bên cạnh hắn tu si áo trắng chính là tiểu thiên tôn ngay cả tiểu thiên tôn các ngươi cũng dám giả mạo các ngươi là lão thọ tinh thất cổ chán sống Đám người nhao nhao cười lạnh, mấy ngày nay, trong thành giả bộ như thần hầu sở thiên đô không có 100 cũng có 80, chẳng có gì lạ. Nhưng lần này xuất hiện sở thiên đô là chân chính tử y thần hầu. Bởi vì hắn có thể thi triển 40,000050 người lĩnh ngộ thần thông, bát hoang luyện nhật lô. Tử y thần hầu tinh thông bát hoang luyện nhật lô, tại đạo khải chi địa nghinh chiến chư thiên vạn giới ba đại cao thủ, một chiêu thất bại. Mấy ngày nay giả mạo tử y thần hầu không phải số ít, không biết thi triển bát hoang luyện nhật lô, đều là giả. Cái này ba cái hỗn đản, giả mạo tử y thần hầu không nói, còn giả mạo tiểu thiên tôn. Ta chỉ cần giáo huấn một chút bọn hắn, cái kia mặc quần áo trắng, người đi ra, đi mau đi mau, đừng gây chuyện, thần hầu sở thiên đô đón lấy quỷ khư cao thủ nạp lan đô khiêu chiến, chúng ta nhanh đi. Mặc quần áo trắng, coi như các người vận khí tốt, lão tử thả các người một con đường sống. Hồ Trác quân cùng hứa ứng kinh ngạc vạn phần, chỉ gặp những luyện khí sĩ kia chen chúc mà đi đem bọn hắn cùng tiểu thiên tôn đều phơi tại nguyên chỗ tiểu thiên tôn khóe miệng giật giật không nói gì hồ trác quân tức giận nói người nào to gan như vậy lại dám giả mạo thần hầu hứa ứng nháy mắt mấy cái thầm nghĩ ta thành thế thân rồi cái này thần hầu có thể thi triển bát hoang luyện nhật lô chẳng lẽ là sở thiên đô hắn truyền thụ sở thiên đô bát hoang luyện nhật lô sau đó liền rời đi ly hận nghĩ đến trong khoảng thời gian này sở thiên đô đã đem môn thần thông này lĩnh ngộ sở thiên đô tâm cao khí ngạo hắn dù sao cũng là khinh thường tổ đình cao thủ chiến bại vô số cùng thế hệ hắn sẽ không để cho hứa ứng thay mặt chính mình quyết chiến lần này hắn nhất định phải tự mình ninh chiến quỷ khư cao đồ đột nhiên bầu trời trở nên không gì sánh được sáng tỏ hứa ứng ngửa đầu nhìn lại vô lượng hỏa hải treo ngược đúng là hắn thần thông bát hoang luyện nhật lô sở thiên đô thiên phú cực cao trong thời gian ngắn như vậy liền tìm hiểu ra thần thông của ta hứa ứng thầm khen một tiếng không hổ là tổ đình thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Chính là hắn còn chưa từng tìm hiểu ra ta thần thông chân chính ảo diệu, chỉ là học được cái hình thái, nhưng đã rất đáng gầm rồi. Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi không thôi. Hồ Trác Quân nhìn thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, nhìn một chút trên bầu trời bát hoang luyện nhật lô, lại nhìn một chút bên người hứa ứng, quả thực không nghĩ ra. Thiếu nữ lấy hết dũng khí, đi đến hứa ứng trước mặt, để lộ hứa ứng mặt nạ trên mặt. Không sai, gương mặt dưới mặt nạ là khuôn mặt quen thuộc, nàng run rẩy rũi ra hai cánh tay, nắm hứa ứng hai chân, hướng ra phía ngoài lôi kéo, lại đi ở giữa nhịn một chút. Cũng không sai, là thịt làm, không phải mặt nạ ra người. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. chương 536, thiếu nữ đại não hỗn loạn như là bột nháo, buông ra hứa ứng mặt, giúp hứa ứng mang tốt mặt nạ. Như vậy, trên trời cái kia tử y thần hầu sở thiên đô, là ai? cái nào mới thật sự là tử y thần hầu. Nàng đột nhiên linh cơ khẽ động, thất thanh nói, ta hiểu được, tử y thần hầu là hai người. Hứa ứng nói, tiểu thiên tôn, tử y thần hầu quyết chiến nạp lan đô, là người thúc đẩy. Tổ đình tứ thánh cùng viên công thông nói không sai, người muốn mượn cơ hội nhìn một chút người cùng tiên vương tranh lệch. Tiểu thiên tôn, người thật sự muốn xuống tay với quỷ khư. Tiểu thiên tôn áo trắng tung bay, nói quỷ khư, bồng lai, là ta tổ đình địch nhân, bồng lai tiên chủ mạnh vô hoài đã đầu phục ta, không có bồng lai kiềm chế vậy liền chỉ còn lại có tổ đình cùng quỷ khư cùng đợi đến quỷ khư chiếm đoạt tổ đình không bằng chủ động xuất kích hứa ứng trong lòng nghiêm nghị hôm đó hắn cùng bồng lai tiên chủ tính kế lẫn nhau cuối cùng hứa ứng cao hơn một bậc đem bồng lai tiên chủ trọng thương không nghĩ tới bồng lai tiên chủ thế mà lại trốn vào tổ đình đầu phục tiểu thiên tôn đợi ta chiếm đoạt bồng lai quỷ khư chưa thiên vạn giới liền lại không đối thủ của ta tiểu thiên tôn nói tổ đình liền có thể thong dong thu phục mất đất đem chư thiên vạn giới thiên địa đại đạo khôi phục như lúc ban đầu hứa ứng cười nói mạnh vô hoài lúc trước chính là tiên giới tiên vương cùng quỷ khư tiên vương chỉ là lợi ích phân phối không đồng đều ngươi cùng hắn liên thủ ta sợ ngươi sẽ bị hắn bán cũng không biết không bằng ngươi đem hắn giao cho ta ta giúp ngươi diệt trừ hắn nạp lan đô đã đằng không mà lên sau lưng hiện ra vạn dặm giao trì cùng sở thiên đô rằng co hai tên thiếu niên một cái là quỷ khư đệ cử tiên vương cao đồ, thuở nhỏ sinh hoạt tại quỷ khư, tiên vương tự mình truyền thụ, một thân bản lĩnh siêu quần bạt tụy, một cái là tổ đình tiểu thiên tôn đệ tử đắc ý, mà vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, chiến bại chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu cường giả, tự ngộ bát hoang luyện nhật lô, chấn kinh thiên hạ. Hôm nay, bọn hắn rốt cục muốn ở chỗ này nhất quyết thắng bại. Ly hận viên bốn phía, từng tôn thần ma riêng phần mình xuất thủ, minh mông thần lực bao phủ toàn bộ ly hận viên, miễn cho hai đại cao thủ trẻ tuổi thần thông dư ba trùng kích đến trong thành đột nhiên sở thiên đô xuất thủ trước trực tiếp lấy bát hoang luyện nhật lô hướng nạp lan đô chụp xuống trong lò thần quang lưu chuyển khỏa lực ngập trời đem nạp lan đô cuốn lên nạp lan đô thân bất do kỷ hướng trong lò rơi đi dù là thân pháp của hắn kinh người cũng không thể nào đào thoát cái này bát hoang luyện nhật lô chính là đâu xuất cung lò luyện đan rơi vào thế gian hình thành vô lượng hỏa hải vài vạn năm đến chỉ có hứa ứng một người quan sát vô lượng hỏa hải đem đầu suốt cung lò luyện đan hóa thành đạo tượng, ngộ ra thần thông. Sở thiên đô bát hoang luyện nhật lô là hứa ứng thân truyền, nhưng cũng coi là cái thứ hai học được loại thần thông này người, lần này xuất thủ, trực tiếp đem nạp lan đô kéo vào trong lò, liền muốn thôi động ly khảm biến hóa, đem luyện hóa thành cho. Ngay tại lúc nạp lan đô rơi vào trong lò một sát na, vạn dặm dao chỉ tiên quang bốc hơi, bành trướng rung động, nạp lan đô pháp lực kịch liệt kéo lên. Oanh, hắn pháp lực cuồn cuộn, song trưởng đánh ra, vậy mà đem bát hoang luyện nhật lô chống đỡ. Pháp lực của hắn siêu việt thần ma, cho dù là những cái kia tu trì vài vạn năm lão quái vật cũng tự nhận không địch lại. Nạp lan đô pháp lực nghiền ép lên đi, sở thiên đô sau lưng ong ong mấy tiếng, từng tòa động thiên xoay tròn hiển hiện, treo ở phía sau hắn trên bầu trời, hòa lẫn. Sở thiên đô lấy lục đại động thiên pháp lực gia trì, sinh sinh ngăn trở tiên đạo giao trì nghiền ép, không những ngăn trở giao trì, hắn lục đại động thiên thôi phát đến cực hạn, thậm chí để lại nạp đô. hứa ứng lường bên người Tiểu Thiên Tôn một chút nói nà tổ động thiên là côn lôn hứa thị bí mật bất truyền người có thể thu thành là ta truyền cho người a à. Hồ Trác Quân nháy mắt mấy cái duỗi ra ngón út chụp chụp lỗ tai của mình vểnh tai lắng nghe bối phận loạn Tiểu Thiên Tôn lục bí là đồ đệ sở Thiên Đô truyền trên trời còn có cái sở Thiên Đô Tiểu Thiên Tôn nói không sai là ngươi truyền ngươi muốn học mà nói ta có thể dạy ngươi Hồ chắc quân trời đất quay cuồng, đại não hỗn loạn tưng bừng, nếm thử thuận quan hệ giữa bọn họ, tiểu thiên tôn là sở thiên đô sư phụ, sở thiên đô là tiểu thiên tôn đồ đệ, sở thiên đô truyền thụ tiểu thiên tôn lục bí, tiểu thiên tôn muốn truyền thụ sở thiên đô lục bí. Không được, thế giới này quá phức tạp đi, hứa ứng cười nói, ta học, nhưng là ngươi liền không sợ, ta học xong đằng sau, ngươi sẽ có nguy hiểm. Tiểu thiên tôn thần thái tự nhiên, nói, giết một cái có thể phản kháng con mồi, mới có báo thù khoái cảm. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngửa đầu nhìn về phía khác một bên bầu trời, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh có vân khí hợp thành một đường, từ đông đến tây, dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Hứa ứng buồn bã nói, người đang quan sát để cử tiên vương chiêu pháp thần thông, để cử tiên vương lại làm sao không đang quan sát người chiêu pháp thần thông. Tiểu Thiên Tôn không có lên tiếng, Hồ Trác Quân cũng hướng bên kia nhìn lại, nhưng không có nhìn ra dị trạng gì. Nàng ngay tại kinh ngạc bỗng nhiên suýt nữa kêu lên sợ hãi, chỉ gặp chân trời kia dưới tầng mây là một mảnh vực sâu, trong vực sâu có một cái con mắt thật to. Con mắt này giấu ở dưới đường chân trời, không vì người chú ý, ngay tại mắt không chấp nhìn chằm chằm sở thiên đô cùng nạp lan đô chi chiến. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra nơi đó có một con mắt. Không đúng, coi như nhìn kỹ, cũng nhìn không ra nơi đó có con mắt. Nàng trong lòng thình thịch đập loạn, hôm nay gặp phải quái sự thực sự nhiều lắm, đã vượt qua nàng đại não gánh chịu cực hạn nàng cảm thấy mình sắp hỏng mất hứa ứng nhìn về phía không trung chiến đấu nói nhưng là các ngươi lại nhìn không ra cái gì bởi vì sở thiên đô thần thông ta truyền trên bầu trời sở thiên đô đột nhiên nạp bát hoang luyện nhật lô tại trong một trường từ thần thông hóa thành pháp đây chính là hứa ứng đánh bại hắn lúc thi triển bát hoang luyện nhật ấn bây giờ hắn thế mà học được ra dáng dùng để đối phó nạp lan đô nạp lan lập tức lại khó đón lấy một kích này bị bát hoang luyện nhật ấn đánh cho bay ngược mà đi, nguyên khí trong cơ thể tán loạn. Sở thiên đô tiến lên trước một bước, hai tay hư hư ôm một cái, liền gặp không chung một tòa linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống, chân áp trên người nạp lan đô, đem hắn từ không trung đánh rớt. Nạp lan đô ra sức đánh xuyên qua linh lung bảo tháp, vừa mới xông ra, đối diện sở thiên đô bàn tay đi vào chán của mình, bỗng nhiên dừng lại. Tại hạ thua, nạp lan đô sắc mặt ảm đạm, sở thiên đô tán đi thần thông, tiểu thiên tôn nhíu mày, cái này cùng hắn dự đoán không giống với. Hứa ứng nói, người thiết tưởng là sở thiên đô cùng nạp lan đô quyết đấu, sở thiên đô dùng chính là người thần thông đạo Pháp, nạp lan đô dùng chính là đệ cử tiên vương thần thông đạo Pháp, giữa bọn hắn quyết thắng, liền có thể nhìn ra người cùng đệ cử tiên vương có bao nhiêu tranh lệch. Tiểu thiên tôn lông mày nhíu càng chặt hơn, hứa ứng rỗi người một cái, cười nói, nhưng người không nghĩ tới chính là, sở thiên đô dùng chính là thần thông của ta. Tiểu thiên tôn, ngươi nhìn thấy chính là đệ cửu tiên vương cùng ta tranh lệch, mà cũng không phải là cùng ngươi tranh lệch. Giải phong trí nhớ của ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi cho rằng đâu, hồ Trác quân nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hai người, đầu của nàng đã bỏ đi suy tư. Tiểu thiên tôn quay người đi đến, nói, đuổi theo ta, ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Hứa ứng mỉm cười, cất bước đuổi theo hắn, chương 537, săn bắn tiểu thiên tôn. Viên công thông bị tiểu thiên tôn đánh cho thương thế nghiêm trọng, thân thể run rẩy, tức giận đến dựng dâu trừng mắt, cả giận nói: "Hiện tại mới đến dìu ta? Sớm làm gì đi, lão tử bị Tiểu Thiên Tôn đánh cho nằm sấp ở ngoài đâu suốt cung, trơ mắt nhìn ngươi đi theo thần hầu chạy, lão tử làm cho khàn cả giọng ngươi cũng không quay đầu lại." Hồ Trác Quân có chút chột dạ, nói: "Thần hầu lôi kéo người ta liền chạy, người ta còn có thể phản kháng hắn không thành." "Sư Tôn, ngươi làm sao sống lại? Ta không có chú ngươi chết y tứ, ta thật không có kế thừa Linh Lung Thiên Tông ý nghĩ, ngươi suy nghĩ nhiều." Đồ Nhi có ý tứ là, người thường đến nặng như vậy, làm sao còn sống xuyên qua tiên đạo dị thường khu vực. Viên công thông mang theo nắm đấm, đang muốn tại trên đầu của nàng đến hai lần, hồ trác quân vội vàng nói, sư tôn, người không biết kỳ thật tử y thần hầu là song bào thai. Nàng đang muốn đem phát hiện của mình nói một lần, đột nhiên một thanh âm truyền đến, tử y thần hầu không phải song bào thai, mà là tứ bào thai. Bọn hắn tổng cộng có huynh đệ bốn cái, ta đã trong tay bọn hắn ăn đau khổ. Hồ trác quân kinh ngạc, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Lý Bình Sinh cùng năm cái lão giả hướng bên này đi tới. Viên công thông nhìn thấy cái này năm vị lão giả, cưỡng ép chân áp thương thế, thẳng lên thân eo, mắt lộ ra tinh quang, đem hồ chắc quân ngăn ở phía sau, cười ha ha nói, ngũ tuyệt tông ngũ lão, thế mà cùng lúc xuất hiện. Các ngươi lặng yên vô tức chui vào tổ đình, hẳn là sẽ không vẻn vẹn đến quan chiến A. Lý Bình Sinh bên người năm vị lão giả, chính là Long Hưng Đại Thế Giới ngũ tuyệt tông ngũ lão, từng cái thực lực tu vi cực kỳ cường hoành. Nếu là thời kỳ bình thường, viên công thông không sợ bọn hắn, coi như đánh không lại cũng có thể chạy mất. Nhưng là hiện tại hắn bị tiểu thiên tôn trọng thương, ở chỗ này gặp được ngũ tuyệt tông ngũ lão, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn. Lúc trước, cùng loại ngũ tuyệt tông ngũ lão cường giả như vậy, còn chưa xâm nhập tổ đình liền sẽ bị phát hiện, nhưng bây giờ tổ đình rất nhiều cao thủ ánh mắt bị tổ đình quỷ khư cao thủ trẻ tuổi chi chiến hấp dẫn tới, nhao nhào chạy tới ly hận viên, thế mà bị chư thiên cường giả sờ đến nội địa hồ trác quân cái chán toát ra mồ hôi lạnh đè thấp tiếng nói nói sư tôn tiểu thiên tôn còn chưa đi xa đệ tử đi tìm hắn không cần phải đi tìm tiểu thiên tôn viên công thông sắc mặt ngưng trọng nói bọn hắn lần này đến mục đích lúc đầu liền không phải ta mà là tiểu thiên tôn ngũ tuyệt tông ngũ lão dừng bước lại trong đó một vị lão giả tóc trắng cười nói linh lung ma tông viên lão ma còn không đến mức để cho chúng ta ngũ lão đồng thời xuất động không sai lần này mục tiêu của chúng ta đích thật là tiểu thiên tôn một vị khác lão giả ảo xanh cười nói, diệt trừ tiểu thiên tôn một người khác hoàn toàn, nhưng ở diệt trừ tiểu thiên tôn trước đó, thuận tay kéo đứt hắn nanh vuốt, cũng chưa hẳn không thể. Linh lung ma tông viên lão ma, mặc dù trên danh nghĩa cùng tiểu thiên tôn không hợp nhau, nhưng trên thực tế lại so ai cũng trung tâm. Cũng được, trước hết giết ngươi, lại đi giết tiểu thiên tôn. Viên công thông cười ha ha, khí tức tăng vọt, nhìn quanh một vòng nói, bằng các ngươi năm cái, cũng nghĩ giết tiểu thiên tôn. Người si nói mộng, ngũ tuyệt tông ngũ lão liếc nhau, cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Viên công thông khóe mắt nhảy loạn, hồ nghi nói tiến vào tổ đình, không chỉ các ngươi năm người. Lão giả tóc trắng cười nói, đối phó ma vực vô địch tiểu thiên tôn, chỉ dựa vào chúng ta ngũ lão mà nói, không khỏi xem thường tiểu thiên tôn. Cho nên lần này, trừ thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại, cùng một chỗ tiến vào ma vực, vì chính là đưa tiểu thiên tôn lên đường. Viên công thông sắc mặt đột biến, đưa tiểu thiên tôn lên đường trước đó, trước tiến ngươi lên đường ngũ tuyệt tông ngũ lão đang muốn động thủ đột nhiên riêng phần mình trong lòng nghiêm nghị cùng nhau quay người chỉ gặp tiên đạo dị thường trong khu vực có bốn cái thân ảnh hướng bên này đi tới cao thấp mập ốm không giống nhau cái kia bốn cái thân ảnh tán phát khí tức cường đại đến để tiên đạo dị thường khu vực không gian cũng theo đó vặn vẹo chỉ nghe một cái nặng nề âm thanh vang dội truyền đến muốn giết viên công thông hỏi qua chúng ta tứ thánh sao ma vực tứ thánh ngũ tuyệt tông ngũ lão trong lòng giật mình vội vàng phi tốc lui lại lão giả tóc trắng cười ha ha nói, bốn cái lão quỷ, chúng ta ngũ lão cho các ngươi một cái chút tình mọn, liền buông tha viên lão ma một mạng. Lý Bình Sinh cũng liền bận bịu rời đi, cao giọng nói, tư thánh, ta là vãn bối, các ngươi không có khả năng đối với vãn bối ra tay. Viên công thông nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, tư thánh, nhanh đi nghĩ cách cứu viện tiểu thiên tôn. Chư thiên vạn giới cường giả chui vào tổ đình, chuẩn bị ám toán tiểu thiên tôn. Không phải chúng ta không muốn cứu, Tiên đạo dị thường khu vực truyền đến cười khổ một tiếng, tổ đình tứ thánh từ dị thường khu vực tập tĩnh đi ra, vừa rồi bốn người còn khí thức kinh thiên động địa, hiện tại thì uể oải không chịu nổi. Viên công thông ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp cái này tứ thánh so với chính mình còn muốn thảm, riêng phần mình thân chịu trọng thương, lẫn nhau đổi đỡ, mới có thể miễn cưỡng đi ra dị thường khu vực. Bốn người liên tục cười khổ, nói chúng ta khiêu chiến tiểu thiên tôn, bị hắn trọng thương, hiện tại tự thân khó đảm bảo, lại nói thế nào đi cứu hắn tổ đình tứ thánh liên thủ thực lực có thể so với tiên vương khiến cho tiểu thiên tôn không thể không toàn lực ứng phó toàn lực ứng phó kết quả chính là thu lại không được tay đến mức tứ thánh đều bị hắn trọng thương mỗi người thương thế đều so viên công thông còn nặng viên công thông trong lòng một mảnh lạnh buốt tự an ủi mình không có việc gì không có việc gì tiểu thiên tôn thực lực cao minh đến cực điểm ta trong tổ đình còn có mặt khác cường giả khắp nơi trừ tiểu thiên tôn bên ngoài còn có xếp hạng thứ hai viêm chân quân xếp hạng thứ ba chỉ nguyệt chân nhân Tổ Đình Tứ Thánh liếc nhau, nói coi như Tiểu Thiên Tôn không địch lại, bọn hắn cũng có thể chạy tới, không cần chúng ta lo lắng. Hồ Trác Quân lấy hết dũng khí, nói: "Sư Tôn, Tứ Thánh, ngũ phương đại thế giới cường giả thần không biết quỷ không hay sờ nhập Tổ Đình nội địa, nhưng không có kinh động bất luận kẻ nào. Cái này không kỳ quái sao? Đây có phải hay không là nói rõ, chúng ta Tổ Đình nội bộ có người tiếp ứng bọn hắn." Viên Công Thông cùng Tổ Đình Tứ Thánh ngơ ngẩn, Hồ Trác Quân tiếp tục nói: "Đệ tử cảm thấy nếu như có người tiến đến trợ giúp tiểu thiên tôn như vậy cái thứ nhất đi trợ giúp hơn phân nửa là nội ứng viên công thông cùng tổ đình tứ thánh sắc mặt đột biến riêng phần mình dãy ruộng liền muốn tiến đến tìm tiểu thiên tôn hồ trác quân vội vàng nói sư tôn tứ thánh các ngươi thương thế cực nặng liền không cần giày vò đệ tử đi tìm tiểu thiên tôn viên công thông lắc đầu nói ngươi mặc dù mộ tính cực cao nhưng dù sao tu vi còn thấp chờ ngươi chạy tới hơn phân nửa là cho tiểu thiên tôn nhặt xác hồ trác quân đột nhiên nhãn tình sáng lên cười nói đệ tử mặc dù tu vi còn thấp nhưng tử y thần hầu tu vi không cạn đệ tử đi tìm tử y thần hầu để hắn theo đệ tử cùng đi tìm tiểu thiên tôn viên công thông cùng tứ thánh riêng phần mình gật đầu nói chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống hồ trác quân lập tức trở về ly hận viên tìm được tử y thần hầu sở thiên đô lôi kéo sở thiên đô liền đi nói mau theo ta tới đi nghĩ cách cứu viện tiểu thiên tôn sở thiên đô vội vàng nói tiểu thiên tôn thế nào hồ trác quân nghe thanh âm này có chút quen thuộc không khỏi hồ nghi đưa tay liền vồ xuống trên mặt hắn mặt nạ sở thiên đô giật nảy mình vội vàng đem mặt nạ đoạt lại đi mang lên mặt hồ trác quân nhìn thấy hắn chân diện mục không khỏi ngây người kinh ngạc nói ngươi ngươi là ngươi hối cải a à. sở thiên đô liên tục gật đầu nước mắt hướng trong bụng chảy trác quân cô nương đừng nói nữa ta đã tại hối hận hồ trác quân vẫn còn có chút ngốc trệ lẩm bẩm nói người giả mạo tử y thần hầu thi triển bát hoang luyện nhật lô chiến thắng quỷ khư cường giả nạp lan đô, một cái hàng giả thực lực tu vi cũng cường hoành như vậy à. Sở thiên đô vội vàng nói, chắc quân cô nương, nghĩ cách cứu viện tiểu thiên tôn quan trọng. Chúng ta nhanh chóng tiến đến, chuyện khác trên đường lại nói. Hồ chắc quân tỉnh ngộ, vội vàng xưng là, sở thiên đô tế lên một chiếc thuyền hoa, hai người leo lên thuyền hoa, thuyền hoa phá không mà đi. Hồ chắc quân vẫn còn có chút hốt hoảng, không được liếc nhìn sở thiên đô, sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn được nói, ngươi không phải sở thiên đô, chẳng lẽ ngươi là sở thiên đô đồng bào đệ đệ. Thế nhưng là các người dáng dấp không giống, người đẹp hơn hắn, hắn có chút đen. Sở thiên đô trong lòng rất là đắc ý, hứa ứng mặc dù lợi hại hơn ta, nhưng mặt ta so với hắn trắng. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. chương 538, Hồ Trác Quân nói, ngươi khẳng định không gọi sở thiên đô đúng hay không? Ngươi tên thật là gì? Sở thiên đô cứng họng, sau một lúc lâu, lắp bắp nói, sở, sở thiên. Sở thiên thành, hồ trác quân thở dài, ta liền biết là như thế này. Người quá ngưỡng mộ sở thiên đô, ngay cả danh tự đều đổi đến cùng hắn chỉ kém một chữ. Sư huynh của ta vô ưu trần bại trong tay sở thiên đô, hắn trầm luân hai năm, mới từ đả kích bên trong đi tới. Hắn đần như vậy đều có thể đi tới, người nhất định cũng có thể. Sở thiên đô xin tha nói, cô nãi nãi, ta thật hối cải, Thuyền hoa dọc theo hứa ứng cùng tiểu thiên tôn rời đi phương hướng mà đi, sở thiên đô nói con đường này thông hướng tham đạo đài, năm đó sư tôn ta thường xuyên ở nơi đó truyền đạo. Chúng ta trước tiên đi nơi này, thuyền hoa nhanh như điện chấp, hướng tham đạo đài bay đi. Đột nhiên một thanh âm từ tiền phương truyền đến, tử y hầu đối mặt thiếp thân khiêu chiến, vì sao không đánh mà chạy. Thiếp thân rất là thương tâm, quỷ khư hoa thác ảnh, sở thiên đô nhanh chóng đi vào đầu thuyền, đã thấy thuyền hoa phía trước, đột nhiên quang mang không gì sánh được sáng tỏ, một tòa thập nhị trọng lâu xuất hiện ở trong hư không, lập tức hoa thác ảnh nguyên thần từ trong hư không bay ra, ngăn tại trên con đường phía trước. Sở Thiên Đô cất cao giọng nói: Hoa thác ảnh, ta có chuyện quan trọng tại thân, chỉ sợ người ta chi chiến cần kéo dài mấy ngày. Hoa thác ảnh nguyên thần có thập nhị trọng lâu gia trì, như là tiên nhân đồng dạng, rộng rãi vô biên, tòa kia trọng lâu liền bồng bềnh ở sau lưng nàng. Thần lâu để thập nhị trọng môn hộ mở ra hoa thác ảnh chân thân đẩy cửa ra, đi ra, cười nói cái này không thể được. Hôm nay chính vào thời tiết tốt, thần hầu tại sao có thể cự tuyệt. Hồ Trác Quân trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, ngũ phương đại thế giới cường giả, có thể cùng quỷ khư liên thủ. Sở thiên đâu nghe vậy, trong lòng căng thẳng, đang muốn cắn răng ứng chiến, đột nhiên phía dưới một nữ tử thanh âm truyền đến, cười nói tìm tới ngươi, thác ảnh muội tử. Hoa thác ảnh ngạc nhiên, nhìn xuống dưới, chỉ gặp một đầu huyền vũ thần quy lưng đeo vô cùng to lớn bồng lai tiên sơn, chạy về đằng này. Bồng lai tiên sơn trên không một cái cung trang thiếu nữ lăng không bồng bình, cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Sở tương tương, nàng làm sao xuất hiện ở đây? Hoa thác ảnh kinh ngạc, sở thiên đô cũng là giật nảy mình, bồng lai tiên sơn làm sao lại xuất hiện tại tổ đình nội địa? Ngũ phương đại thế giới cường giả lẫn vào tổ đình ngược lại cũng thôi, bồng lai tiên sơn lớn như vậy mục tiêu, có thể vô thanh vô tức xuyên qua loạn tinh hải, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền tới đến nội địa, để sở thiên đô lập tức tin tưởng hồ trác quân. Trong tổ đình, hoàn toàn chính xác có chư thiên vạn giới nội ứng. Sở tương tương phóng lên tận trời, hưng phấn trong lòng vạn phần, thần bà nói không sai, đi con đường này quả nhiên lên đường bình an, còn có thể hoàn thành ta một cọc tâm nguyện. Trên người nàng, từng kiện châu ngọc quan chuông đinh linh linh rung động, đó là chúc thiền thiền vì nàng luyện chế từng kiện nhỏ bé không gì sánh được pháp bảo. Nàng lần trước đánh với hoa thác ảnh một trận, chính là tại trên pháp bảo ăn thiệt thòi, bị thập nhị trọng lâu đưa nàng toàn thân pháp bảo đánh nát. Bây giờ tất nhiên là muốn tìm về chàng tử, hoa thác ảnh nguyên bản không có để ở trong lòng, nhưng lập tức liền giật nảy mình, sở tương tương những cái kia vụn vặt pháp bảo uy lực so lúc trước lớn không biết bao nhiêu, đầy trời châu quang bảo ảnh, đánh cho bầu trời chấn động không ngớt. Nàng không nghĩ ngợi nhiều được, cung trang bên trên các loại bảo vật cũng từ bay lên, nghênh tiếp sở tương tương. Nhưng sau một khắc, nàng những pháp bảo kia liền nhao nhao phá toái, không có khả năng ngăn cản mảy may. Hoa thác ảnh tế lên thập nhị trọng lâu, chân áp xuống, cười lạnh nói, sở tương tương, người xem ra không có hấp thụ giáo huấn. Thập nhị trọng lâu uy năng bộc phát một cái trước mắt, sở tương tương thoảng qua cười một tiếng, sau lưng khoác gió uy lực tăng vọt, hơn 200 món pháp bảo uy lực bị thôi phát đến cực hạn, to to nhỏ nhỏ pháp bảo như là sao dày đặc, xuất phát đạo đạo tiên hà chi khí, vậy mà cùng thập nhị trọng lâu đánh đến tương xứng. Ông, hoa thác ảnh sau lưng, Hoàng Đình Na tổ động thiên gào thét xoay tròn, để nàng thần thức bạo tăng. Tiên đạo nguyên thần, hoa thác ảnh tế lên nguyên thần, nguyên thần kia trải qua thập nhị trọng lâu gia trì, lại thêm na tổ thần thức, lại như vô thượng chân tiên, trở tay liền có thể trấn áp thiên địa, tái tạo hồng hoang. Thần thức của nàng chấn động, gần như ngôn xuất pháp tùy. Chả lẽ lại sợ ngươi, thiên đạo nguyên thần, sợ tương tương một thân thần lực bộc phát, lại giống như một tôn khống chế thiên đạo thần vương. Hai nữ tranh phong, đánh cho thiên hôn địa ám sở thiên đô chừng to mắt thấy cái chán toát ra mồ hôi lạnh hai nữ tử này thực lực đều rất là không yếu lại so với hắn còn muốn cường hoành hơn một phần ta cái này tổ đình đệ nhất cao thủ khả năng có chút hơi nước bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các nàng đều dựa vào pháp bảo ta không có pháp bảo coi như hay là ta càng mạnh một chút sở thiên đô bản thân an ủi một phen chỉ nghe một thanh âm truyền đến thiếu niên ngươi còn không mau đi sở thiên đô theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp Bồng Lai Tiên Sơn bên trên một cái trung niên phụ nhân nhìn về phía này. Sở Thiên Đô vội vàng thôi động vẽ hàng, hướng Tham Đạo Đài chạy tới, thầm nghĩ phụ nhân kia là ai? Không phải nói Bồng Lai bên trên tiên nhân đều tà đạo tiên sao? Nàng vì sao ngược lại giúp ta? Tổ Đình Tham Đạo Đài, hứa ứng từng nghe qua cái tên này, Lý Bình Sinh khiêu chiến Sở Thiên Đô chính là phát sinh ở Tham Đạo Đài. Hứa ứng đi theo Tiểu Thiên Tôn đến chỗ này, không khỏi động dung. Tham Đạo Đài là một mảnh lâm không ngọc đài, ngọc đài bốn vách tường có tự nhiên đạo văn, lẳng lặng treo tại vách núi bên ngoài. Không chung, một cỗ kỳ dị thiên địa đại đạo khí thức từ bốn phương tám hướng tụ đến, xuyên vào tham đạo đài đạo văn bên trong. Chính là bởi vì đại đạo khí thức tích lũy tháng ngày rót vào trong ngọc thạch, mới hình thành những này hoa văn đại đạo. Hứa ứng đứng tại trên đài ngọc, cảm ứng được từng cái hoặc cao hoặc thấp hoặc nam hoặc nữ tu sĩ khí thức, tu vi của bọn hắn chấn cổ kim, đều từng đến chỗ này, ở chỗ này lĩnh hội thiên địa huyền cơ, lĩnh ngộ đại đạo. Bất quá, những tu sĩ này đều cực kỳ cổ lão, không biết là bao nhiêu vạn năm trước ở chỗ này ngộ đạo, lưu lại chính mình lạc ấn. Tại trong nghìn vạn đạo khí tức này, hứa ứng bén nhạy bắt được một sợi khí tức quen thuộc. Đó là chính hắn khí tức, hắn đời thứ nhất từng tại nơi đây ngộ đạo, cũng lưu lại chính mình lạc ấn. Ta truyền thụ cho ngươi nhân thể lục bí mà nói, có thể sẽ có chỗ để lọt. Nếu như chính ngươi truyền cho ngươi chính mình, liền không có lọt. Tiểu Thiên Tôn nói, tham đạo đài bên trên, có chính ngươi lưu lại lạc ấn, chính ngươi lĩnh hội liền có thể. Hứa ứng nghi ngờ nói, chính mình truyền cho chính mình. Tiểu thiên tôn nói, ngươi thử một lần liền biết, hứa ứng nửa tin nửa ngờ, trên tham đạo đài ngã mà ngồi, cảm ứng mình năm đó lưu lại lạc ấn. Thời gian, cách xa nhau 48, năm hai cái một dạng thân ảnh phảng phất trùng điệp cùng một chỗ. Hứa ứng sau lưng, từng đạo động thiên vầng sáng dần dần sáng lên. Tiểu thiên tôn đứng trên tham đạo đài, nhìn qua ngồi ở chỗ đó hứa ứng, không tự chủ nhớ tới năm đó. Hắn chính là ở chỗ này làm quen năm đó hứa ứng, hắn gặp được siêu nhiên như là thần thiếu niên ở chỗ này cấu kết thiên địa, lĩnh hội tổ đình phá toái đại đạo tình hình. Thiên hà cùng hắn tương liên, vạn đạo cùng cộng hưởng theo. Trang diện kia, hắn đời này khó quên, đột nhiên, hắn từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn bốn phía, trong bất chi bất giác, trên trời dưới đất, bóng người xen vào nhau, từng cái thân ảnh cường đại vậy mà thừa dịp hắn xuất thần ngắn ngủi một lát, xuất hiện tại tham đạo đài phụ cận. Thái thủy thế giới, ngũ tuyệt tông hoa chính vân, gặp qua ma vực tiểu thiên tôn. Một cái lão đạo áo xanh phất trần khoác lên lúc cong, không người cười nói. Kiến võ thế giới, ngũ tuyệt tông triệu khách, gặp qua ma vực tiểu thiên tôn. Vĩnh khang thế giới, ngũ tuyệt tông minh chấn, gặp qua ma vực tiểu thiên tôn. Triều nguyên thế giới, ngũ tuyệt tông liễu phi, gặp qua ma vực tiểu thiên tôn. Từng cái thanh âm vang lên, xen vào nhau tinh tế, bọn hắn đến từ thế giới khác nhau, nhưng những thế giới này đều có một cái ngũ tuyệt tông mà bọn hắn chính là ngũ tuyệt tông tông chủ, Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất trinh Nam Hạ Tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Malacca như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự, chương 539, thần công thất truyền, ngàn vạn cái như tiên nhân thân ảnh cường đại sen vào nhau, năm người một tổ, kết thành ngũ tuyệt đại trận. Cái này ngũ tuyệt đại trận đạt tới hàng ngàn nhiều, trận pháp vận chuyển, ngũ sắc chi khí bay lên không, giống như lợi kiếm, giống như tiên sợi, giống như băng rua, ở trong hư không xuyên thẳng qua tới lui, đem nơi đây hoàn toàn đưa tại trong ngũ sắc tiên quang. Tiên trận khóa lại tham đạo đài, cái này ngàn vạn tiên nhân mục tiêu, chính là tham đạo đài bên trên tú sĩ áo trắng, tiểu thiên tôn. Tiểu thiên tôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía những cái kia cao thấp xen vào nhau cao thủ thân ảnh, trong ánh mắt có chút không hiểu. Những này đến từ chư thiên vạn giới cao thủ, vậy mà tu luyện đều là cùng một loại công pháp, ngũ tuyệt lăng thiên công. Ngũ tuyệt lăng thiên công là một môn tiên đạo công pháp, Tu luyện công này Lý Bình Sinh từng cùng hắn đệ tử Sở Thiên Đô từng có giao phong, mặc dù suy tàn, nhưng môn công pháp này cường đại lại cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Nhưng là nhiều cao thủ như vậy, đến từ thế giới khác nhau, lại đều xuất thân từ Ngũ Tuyệt Tông, mà lại tu luyện đều là Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công, cái này mười phần cổ quái. Chư thiên vạn giới bên trong tông môn, thường thường là tiên nhân phi thăng lưu lại đạo thống. Một vị tiên nhân chỉ có thể phi thăng một lần, lưu lại đạo thống tự nhiên chỉ có một cái. Như vậy vì sao chư thiên vạn giới đều có Ngũ Tuyệt Tông? Vì sao những này Ngũ Tuyệt Tông đều có Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công truyền thừa? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, những này Ngũ Tuyệt Tông đều có cùng một cái tổ sư. Tiểu Thiên Tôn trong mắt còn có nghi hoặc, người nào có thể tại chư thiên vạn giới tất cả thành lập một cái tông môn, đồng thời trở thành những tông môn này tổ sư? Muốn tại chư thiên vạn giới đều lưu lại thế lực của mình cũng không dễ dàng. Cái nào sừng sướng không ngã môn phái, phía sau không có tiên nhân chỗ dựa, trừ phi người này lợi chảo có thể đồng thời vươn vào chư thiên vạn giới sức mạnh của người này cực kỳ cường đại có thể cho chư thiên vạn giới những tông môn kia không thể không ngầm đồng ý hắn tông môn tồn thế có như thế năng lực người tại tiên giới có bao nhiêu thế lực khó mà nói nhưng ở thế gian nhất định có được cực lớn thế lực tiểu thiên tôn trong lòng khẽ nhúc nhích ngắm nhìn bốn phía mỉm cười nói mua phiệt tông tổ sư là quỷ khư vị nào tiên vương tâm tư hắn nhạy cảm thấy vậy chiến trận liền lập tức biết chỉ có thay trời hành đạo quỷ khư mới có được cường đại như thế lực uy hiếp chỉ có quỷ khư mới có thể để cho những tông môn kia không thể không tiếp nhận ngũ tuyệt tông bởi vì quỷ khư trưởng quản lấy đại thanh tẩy quyền lực tiểu thiên tôn người không cần biết rất nhiều người chỉ cần biết hôm nay chính là ngươi ngày vẫn lạc từng cái ngũ tuyệt tông cường giả cười ha ha thanh âm rung động ầm ầm sau một khắc từng thanh tiên kiếm bay lên không cường đại đến làm bọn hắn sau lưng hư không vặn vẹo xoay tròn Tiên khí tùy bọn hắn ngũ tuyệt đại trận mà động, trong khoảnh khắc liền tại ngũ tuyệt đại trận ra chỉ dưới, uy lực đạt tới đỉnh phong. Ngũ Tuyệt Lăng Thiên kiếm đánh tới, hướng Tiểu Thiên Tôn đâm tới, phát ra ngũ sắc tiên quang. Tiểu Thiên Tôn cong ngón búng ra, đánh trúng một ngụm tiên kiếm kiếm, thanh tiên kiếm kia lại bị đạn đến thân kiếm cong xuống tới, cong đến giống như là tôm luộc. Chủ trì ngụm này Ngũ Tuyệt Lăng Thiên kiếm năm vị cao thủ bị trong một chỉ này truyền đến lực phản chấn, chấn động đến riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu tiểu thiên tôn ống tay áo cuốn lên đem đánh tới mấy chục thanh tiên kiếm đặt trong tay áo tụ lý càn khôn dùng sức lắc một cái trong tay áo mấy chục thanh tiên kiếm phong va chạm điều khiển cái này mấy chục thanh tiên kiếm một hai trăm vị tuyệt đỉnh cao thủ riêng phần mình khí thức tán loạn bước chân bất ổn ngã trái ngã phải tiểu thiên tôn nguyên thần bay lên đạo tràng trải rộng ra nguyên thần sừng sướng tại trong đạo tràng như tiên như ma mặt khác trăm ngàn miệng tiên kiếm đâm vào đạo tràng nhao nhao dừng lại tiến lên sát trệ ngũ tuyệt trận kết hợp, từng tiếng hét lớn truyền đến, cái kia ngàn vạn vị ngũ tuyệt tông cao thủ thân hình thác động, đem từng tầng từng tầng ngũ tuyệt trận sát nhập, sát nhập đằng sau, 10 người ra chỉ một tòa kiếm trận, kiếm trận số lượng giảm mạnh, nhưng uy lực đột một tăng. Hoa hoa hoa, vừa rồi những cái kia đâm vào trong đạo tràng tiên kiếm, có rơi xuống, có lại uy lực tăng vọt, hoa rung động, hướng chỗ càng sâu. Đâm tới tiểu thiên tôn kinh ngạc, chỉ gặp vừa rồi sát nhập đằng sau ngũ tuyệt trận lại lại lần nữa sát nhập, lại có một nửa tiên kiếm mất khống chế rơi xuống. Mặt khác tiên kiếm uy lực lại gấp bội tăng lên, từng thanh tiên kiếm tốc độ tăng nhiều, thẳng đến hắn nguyên thần mà đi. Tiểu thiên tôn sau lưng, lục đại na tổ động thiên toàn bộ triển khai, như là một tôn đặt chân tại tiên vương cảnh giới tiên ma, lại lần nữa đem tất cả tiên kiếm định trụ. Nhưng mà ngũ tuyệt trận lại lần nữa sát nhập, mỗi tòa trận pháp nhân số đạt tới 40 người, lập tức lại một lần sát nhập, trận pháp nhân số đạt tới 80 người, lại sát nhập một lần, trận pháp nhân số đạt tới 160 người. 160 người vị phi thăng kỳ đại cao thủ, tu luyện tiên vương cấp công pháp, tu vi ra chỉ ở một kiếm, liền phảng phất một tôn tu vi tiếp cận tiên vương tồn tại, cầm kiếm cùng tiểu thiên tôn chống lại. Mà loại tồn tại này, tổng cộng có 64 vị nhiều. 64 miệng tiên kiếm, phát ra ngũ sắc tiên quang, từ từng cái góc độ hướng tiểu thiên tôn đánh tới, dù là hắn lục đại na tổ động thiên toàn bộ triển khai, Đạo tràng trải rộng ra, cũng ngăn cản không được ngũ sắc tiên quang uy năng. Đột nhiên, Tiểu Thiên Tôn giương tay vồ một cái, trên mặt đất một ngụm tiên kiếm bay lên rơi vào trong tay của hắn, tay hắn cầm tiên kiếm, một kiếm đâm tới, nghênh tiếp một đạo đâm tới ngũ sắc tiên quang, mũi kiếm cùng mũi kiếm va chạm sát na, khống chế kiếm này 160 vị đại cao thủ cùng nhau thổ huyết. Cái này 160 vị phi thăng kỳ đại cao thủ, hợp lực phía dưới, có thể ngăn trở Tiểu Thiên Tôn một kiếm trị uy. Tiểu Thiên Tôn liên tục huy kiếm, Tham đạo đài không lớn, thân hình của hắn trên tham đạo đài du tẩu, kiếm quang đoá đoá, cùng phiêu động áo trắng tôn lên lẫn nhau nắm, như trong gió hoa lê. Tham đạo đài bốn phía, tiếng vang ầm ầm chưa phát giác, tạo thành từng tòa tiên trận phi thăng kỳ đại cao thủ nhau nhau thổ huyết, trận thế tán loạn, không đáng kể. Hợp trận, một cái thanh âm già nua truyền đến, theo từng cái thân ảnh thác động, 64 tòa tiên trận chỉ còn lại có 32 tòa. Tiêu, tiểu thiên tôn trong tay tiên kiếm bị đâm tới tiên kiếm ngăn trở, nhưng mà hắn kiếm nơi tay, hay là trên tham đạo đài đi bộ nhàn nhã, đem 32 tòa ngũ tuyệt trận thế công ngăn lại. Tu vi của hắn tựa như vô cùng vô tật, vĩnh viễn ở vào trạng thái đỉnh phong, mà cùng hắn quyết đấu cái kia vạn giới cường giả tu vi lại thời thời khắc khắc đều tại hao tổn bên trong. Lại hợp trận, hét lớn một tiếng truyền đến, ngũ tuyệt trận chỉ còn lại có 16 tòa, mỗi tòa đại trận bên trong có 640 người. 640 vị cao thủ pháp lực tập trung vào một thân, mỗi một kích tựa như đỉnh phong tiên vương một kích, nặng nề vô cùng. Tiểu thiên tôn sắc mặt có chút ngưng trọng, đột nhiên thân hình chấp động, rời đi tham đạo đài, hắn lúc trước một mực phòng thủ, hiện tại bắt đầu chủ động công kích. Nhưng hắn thân hình vừa mới bay lên, liền gặp 16 đạo kiếm quang đè xuống, ngạnh sinh sinh đem hắn bước về tham đạo đài. Hợp trận, lại là hét lớn một tiếng chuyển đến, 16 tòa ngũ tuyệt trận 22 sát nhập, hóa thành 8 tòa đại trận, mỗi tòa đại trận 1,28 không vị tuyệt đỉnh cao thủ. Bên trong tiên trận, không tôn nguyên thần tản ra ngũ sắc tiên quang ngưng kết một thể, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa tiên tôn, cầm kiếm chỉ hướng tiểu thiên tôn. Tám chiếc tiên kiếm mang theo đánh rách tả tơi sơn hạ uy năng, từ trên trời giáng xuống, hướng tiểu thiên tôn đánh tới. Tiểu thiên tôn nhục thân nguyên thần hợp nhất, lục tiên chi vực hướng ra phía ngoài bành trướng, cùng nguyên thần đạo tràng dung hợp, nguyên thần của hắn không có thu nhỏ, nhục thân tăng vọt, hóa thành vạn trượng cự nhân, đón lấy kiếm thứ nhất, bị ép tới thân thể không ngừng thu nhỏ đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. chương 540, đợi cho nhục thể của hắn thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, bên ngoài thân các loại đạo văn sen lẫn, thần công đệ nhất chuyển bộc phát, gân khu lại lần nữa tăng vọt, lại lần nữa hóa thành vạn trượng cự nhân, huy kiếm linh tiếp tia kiếm quang thứ hai. Đạo kiếm quang này vậy mà không thể đem hắn đè xuống, lập tức tia kiếm quang thứ ba rơi xuống, rốt cục đem hắn áp chế. Tiểu Thiên Tôn bị áp lực kinh khủng kia ép tới không ngừng thu nhỏ, đột nhiên thần công đệ nhị chuyển bộc phát, càng nhiều đạo văn từ thể nội hiện lên, tại bên ngoài thân sen lẫn, cùng lúc trước đạo văn tương liên. Hắn gần khu liên tiếp tăng vọt, vô luận tu vi lực lượng đều đang không ngừng tăng lên, tám chiếc tiên kiếm hợp lực đè xuống. Tiểu Thiên Tôn tai mắt mũi miệng phun máu, thần công đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển, bằng vào một thân lực lượng kinh khủng, đem cái kia tám chiếc tiên kiếm ngăn trở. Tám tòa ngũ tuyệt đại trận bên trong, hơn vạn vị cao thủ bị chấn động đến khí huyết lưu động, từng cái kinh hãi, vội vàng nghiêm nghị nói, lại hợp trận. Bọn hắn thân hình lắc lư, ngũ tuyệt tiên trận chỉ còn lại có bốn tòa. Mà tiểu thiên tôn thần công đi vào đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển, quanh thân hiện ra đạo văn như là cùng cơ bắp nguyên thần tương liên xiềng xích, đem hắn quanh thân khóa lại, nhưng nương theo lấy hắn mỗi một kích, đều vô cùng kinh khủng. Hợp trận, 10,24 không vị tuyệt đỉnh cao thủ cùng nhau hét to, khí tức thảm liệt, trên người bọn họ từng cái bị thương bị chấn động đến da thịt nổ tung, ngũ tạng đều nứt. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải ngoan cường như vậy, đáng sợ như vậy tồn tại. Lần này hợp trận, trận pháp chỉ còn lại có hai tòa, mỗi tòa đại trận bên trong đều có hơn 5.000 người, tại loại cường độ này công kích đến, liền xem như tiên vương, chỉ sợ đều muốn nuốt hận kết thúc. Lúc này, tiểu thiên tôn thần công đã đi tới đệ thất chuyển, đệ thất chuyển là cực hạn của hắn. Hắn lấy được là cổ lão thời đại một môn không trọn vẹn công pháp, dựa vào chính mình những năm này lĩnh hội, đem môn công pháp này thôi diễn đến cực hạn, nhưng dù sao cũng là tàn công, dù là hắn cùng tuyệt trí tuệ, cũng không thể đem môn công pháp này bù đắp, từ đầu đến cuối còn có lỗ thủng. Hắn chỉ có thể đem môn thần công này tu luyện tới đệ thất chuyển, phía sau còn có lưỡng chuyển, không cách nào thu thành, mà lại thần công thất chuyển lúc, quanh người hắn đạo văn xiềng xích liền sẽ xuất hiện rất nhiều đứt gãy. Những này đứt gãy ở giữa, chính là chỗ nhược điểm của hắn. Tại hắn không có thôi động thần công thất chuyển thời điểm, nhược điểm còn không thể gặp, nhưng thôi động thần công thất truyền, nhược điểm liền sẽ rõ ràng hiển lộ ra. Hai tòa ngũ tuyệt tiên trận khởi động, hơn 5000 tôn nguyên thần tán phát ngũ sắc tiên quang dung hợp làm một, tiên kiếm cùng ngũ sắc tiên quang tương dung, ngang nhiên chém xuống. Tiên kiếm kia đã không chịu nổi ngũ sắc tiên quang, trong nháy mắt cách cách nổ tung, hóa thành phấn. Tiểu Thiên Tôn thôi động thần công thất truyền, nghênh tiếp kiếm quang một sát na, thân hình chớp động, tránh đi một đạo kiếm quang khác, thân hình từ tham đạo đài bên trên bay lên sau một khắc liền giết vào trong đó một tòa ngũ tuyệt tiên trận. Oanh, tiên trận nổ tung, chân cụt tay đứt bay tán loạn, nguyên thần phá diệt, tam hồn thất phách phá thành mảnh nhỏ. Tiên trận bị phá, những cái kia may mắn còn sống sót vạn giới cao thủ nhao nhao chạy tứ tán, tiểu thiên tôn bắt trước làm theo, đánh hạ một tòa khác tiên trận. Nhưng vào lúc này, xào sạc thứ âm thanh truyền đến, mang theo sát ý um tùm, ngay tại đào tẩu mọi người tại thứ âm thanh bên trong nhao nhao cứng đờ, đứng thẳng bất động. Còn có không ít người cố nén, trực tiếp đâm xuyên màng nhĩ của mình, bay về phía trước phút đi. Bọn hắn một bên phi hành, một bên thể nội dị đạo dục dịch, đâm rách cơ thể của bọn hắn xương cốt cùng da thịt, thậm chí xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Thiên kia âm thanh rét lạnh, băng lãnh thấu xương, trong âm thanh, cứng tại nguyên địa mọi người sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên từng cái thể nội tiên đạo rối loạn, từng đạo huyết kiếm từ thể nội đâm ra, bốn phương tám hướng cắm tới. Trong khoảnh khắc, tính ra hàng trăm cao thủ liền nhau nhau bị trong cơ thể mình rối loạn tiên đạo giết chết huyết kiếm càng dài càng dài, đem từng cái cao thủ thi thể treo thật cao trên không trung. Tiểu thiên tôn, thương nguyệt đến chậm, một cái thân ảnh thon dài phi thân mà tới, rơi vào khắp nơi trên đất vết máu trong chiến trường, cầm trong tay động thu hồi, vội vàng hướng về phía trước mấy bước, ân cần nói, tiểu thiên tôn, người thương thế như thế nào? Tiểu thiên tôn tán đi thần công, nhục thân khôi phục như lúc ban đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thương nguyệt chân nhân ánh mắt rơi vào trên người mình du tẩu đạo văn đạo liên bên trên. Thương Nguyệt chân nhân bước nhanh về phía trước, vươn tay ra, đang muốn đổi đỡ Tiểu Thiên Tôn, đột nhiên lại thu tay lại đi, cười nói, người ta quan hệ cũng không có tốt như vậy, ta mới không dìu ngươi. Tiểu Thiên Tôn vừa muốn nhô ra tay lại thu về, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn cùng Thương Nguyệt chân nhân quan hệ xác thực không thế nào tốt. Hắn coi là Thương Nguyệt lần này là vì ám toán hắn mà đến, không nghĩ tới Thương Nguyệt chân nhân không có chút nào ý tứ này. Khi đó, trên bầu trời đột nhiên rung động, một đạo cự nhỏ vết rách xuất hiện ở trên bầu trời, núi ngang đông tây. Bảy sắc tiên quang từ trong vết rách này xuất hiện, như là thác nước chút xuống đi lên, tại tham đạo đài hạ không thất sắc tiên quang hóa thành một cái tay nhỏ, hướng lên đánh tới. Đã sớm chú ý tới ngươi, thất việt tiên vương, tiểu thiên tôn tán đi thần công đột nhiên kịch liệt vận chuyển, trong khoảnh khắc liền tăng lên tới đệ thất chuyển, gần khu điên cuồng sinh trưởng bành trướng, quay người nghinh tiếp từ trên trời giáng xuống ngũ sắc đại thủ. Ngay tại hắn nghinh tiếp ngũ sắc đại thủ đồng thời, Thương Nguyệt chân nhân ngẩng đầu, trên mặt tươi cười, phi thân lên, công hướng Tiểu Thiên Tôn hậu tâm. Nơi đó, Tiểu Thiên Tôn đạo liên đoạn đi một đoạn, đúng là hắn chỗ sơ hở. Đột nhiên, Tiểu Thiên Tôn một tay khác từ dưới nách xuyên qua, nghênh tiếp bàn tay của hắn. Thương Nguyệt chân nhân kêu rên, tai mắt mũi miệng máu chảy không ngừng, bị chấn động đến cùng nghiệm lui lại. Tiểu Thiên Tôn tay phải nghênh tiếp trên bầu trời ngũ tuyệt tiên vương ngũ sắc đại thủ, đầu lại quay lại, trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía Thương Nguyệt chân nhân, nói khẽ ta phòng ngươi một tay. Oanh, ngũ tuyệt tiên vương bàn tay phá diệt, hóa thành tiên khí năm màu bốn phía tán đi, tiểu thiên tôn thân thể, chỉ là hơi rung nhẹ một chút, vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía mình quần áo màu trắng, phía trên vậy mà dính vào một giọt máu dấu vết, giống như hoa mai. Ta thụ thương rồi, tiểu thiên tôn đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, trên áo trắng huyết mai bao hoa chém xuống tới. Hắn cầm bốc lên đóa này huyết mai hoa, đặt ở mũi thở bên dưới hít hà, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, nguyên lai là có máu tươi tại trên người của ta. Trên bầu trời, quỷ khư thâm nguyên phi tốc khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Thương Nguyệt chân nhân lạnh cả tim, một bên ho ra máu một bên phi tốc thối lui, kêu lên tiểu thiên tôn, chuyện này là ta không đúng, mọi người cùng là tổ đình cường giả, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ta là bị ma quỷ ám ảnh, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Tiểu thiên tôn lộ ra dáng tươi cười, không có truy kích, mà là trở lại tham đạo đài bên trên, tiếp tục yên lặng đứng tại hứa ứng sau lưng sau một lúc lâu bầu trời chậm rãi vỡ ra một cái khe vô thanh vô tức một con mắt tại trong cái khe lặng lẽ nhấp nhô một chút lập tức khe hở từ từ biến mất nơi xa thương nguyệt chân nhân chấn áp lại thương thế phụng trộm thò đầu ra ngóng nhìn tiểu thiên tôn sau đó từ từ thối lui hắn vậy mà thật không có thuộc thương trong lòng của hắn thất kinh qua hồi lâu hứa ứng từ nhập đạo bên trong thăm thẳm tỉnh lại từ từ mở mắt ngươi đã tỉnh Tiểu thiên tôn trên mặt dáng tươi cười, khóe miệng có máu chảy ra, dáng tươi cười không thay đổi, nói khẽ, ta sắp không chịu nổi. Ngươi nếu không động thanh sắc, nghe ta nói, không nên kinh hoàng, không cần đứng dậy. Hứa ứng ngồi yên ở đó, nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía trên dãy núi khắp nơi đều là thi thể, trong lòng kinh nghi không chừng. Tiểu thiên tôn nói, kề bên này, có một khối trời mảnh vỡ, gọi là thiên khư. Ngươi bây giờ toàn lực cảm ứng thiên khư, mở ra thiên khư, chúng ta còn có mạng sống cơ hội, lúc này thương nguyệt chân nhân thanh âm truyền đến xa xa cười nói tiểu thiên tôn các ngươi đang nói cái gì tô châu có tình hình bệnh dịch ngay tại nhà ta phụ cận trở về không được heo muốn tiếp tục lưu tại cửa biển một đoạn thời gian sống một mình sẽ phát điên ngày mai ở khách sạn tốt xấu trong khách sạn có người đại việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay triều tống hãy xem đại việt xuất trinh nam hạ tiến đánh quần đảo mã lai thu phục eo biển malacca như thế nào Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự, chương 541, đoạt xá Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn vẫn như cũ đứng sau lưng hứa ứng, giống như là không có nghe được Thương Nguyệt chân Nhân lời nói đồng dạng, thấp giọng nói, người ngộ ra trong lạc ấn giấu giếm tổ pháp sao. Hứa ứng không nói gì, yên lặng gật đầu, vừa mới Tiểu Thiên Tôn quyết đấu ngũ tuyệt tông vây quét, hắn tại trong nhập định, cùng 48.000 năm trước chính mình lưu lại lạc ấn tương hợp, từ trong lạc ấn lĩnh hội tổ pháp. Hắn bởi vì nhập định quá sâu, phảng phất trở lại 48.000 năm trước tuế nguyệt, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không phát giác gì. Đây là một trận kỳ diệu kinh lịch, hắn cùng mình 48.000 năm trước lạc ấn dung hợp một khắc này, phảng phất hết thảy đều trở về. Hắn cùng lạc ấn hợp hai làm một, phảng phất lại biến thành 48.000 năm trước chính mình. Hắn cảm ứng được trong cơ thể mình, thái nhất tiên thiên công lưu truyền, lục đại na tổ động thiên chậm chạp vận hành, thiên địa đại đạo cùng tương hợp, như đạo hát vang. Nơi này được xưng tham đạo đài, lĩnh hội thiên địa đại đạo Ngọc Đài, ở chỗ này tham đạo, đạo cùng ngươi cộng minh. Bất qua hứa ứng cùng lạc ấn tương hợp, nhìn thấy lại là tàn phá thiên địa đại đạo. Tổ đình đại đạo bị đánh nát, ma diệt, chân áp, khi đó hắn nhận thấy ngộ đến là phá thành mảnh nhỏ đại đạo, đạo cùng hắn cộng minh. Khi đó hắn ở chỗ này khô tỏa, tuy có tiền bối tiên hiền ở chỗ này lưu lại từng cái lạc ấn, nhưng thiên địa đại đạo cũng đã không còn là lúc trước thiên địa đại đạo. Hắn trên tham đạo đài, buồn thiên địa chi phá toái, cảm giác đại đạo chi đau thương. Đằng sau, hắn liền từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình lục bí đã mở, sáu loại tổ pháp tự nhiên mà vậy vận hành, phảng phất hắn đã sớm tu luyện sáu loại tổ pháp, chỉ là lúc trước không có dựa theo tổ pháp vận hành mà thôi. Vài vạn năm đến, sáu vị na tổ cùng những người khác đều muốn lấy được côn lôn tổ pháp, từ đầu đến cuối không người đạt được, không nghĩ tới côn lôn tổ pháp liền giấu ở ma vực tham đạo đài bên trên. Tiểu thiên tôn thấp giọng nói, người tiếp tục cảm ứng thiên uyên. Ta dư uy vẫn còn, thương nguyệt chân nhân trong lúc nhất thời không dám phụ cận. Nhưng kéo đến thời gian càng lâu, lá gan của hắn liền càng lớn. Hứa ứng nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, mặc dù không rõ tình huống, nhưng tiểu thiên tôn đều bị trọng thương, nghĩ đến thế cục nhất định cực kỳ hung hiểm. Tiểu thiên tôn mặc dù một mực muốn giết hắn, báo năm đó phản bội mối thù, nhưng bây giờ hai người là châu chấu trên một sợi thừng. Chờ một chút, ta cùng hắn chưa chắc là châu chấu trên một sợi thừng. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, có lẽ mình cùng vị kia thương nguyệt chân nhân mới là châu chấu trên một sợi thừng như vậy mình cùng thương nguyệt chân nhân liên thủ xử lý tiểu thiên tôn cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn sáng suốt đột nhiên một cỗ ấm áp chất lỏng rơi vào hứa ứng trên lưng hứa ứng đưa tay sờ soạng một chút không khỏi ngơ ngẩn trong lòng bàn tay hắn đều là máu tiểu thiên tôn trên mặt dáng tươi cười trong miệng máu tươi không ngừng chảy xuống thấp giọng nói ta không thể chết ở chỗ này chết ở chỗ này mà nói tổ đình liền sẽ rơi vào quỷ khư chi thủ Thương Nguyệt chân Nhân đã đầu nhập vào quỷ khư, không nên quay đầu lại, hứa ứng không quay đầu lại. Tiểu Thiên Tôn trong ánh mắt cũng bắt đầu đổ máu, lỗ mũi nóng lên, cũng có máu tươi chảy ra, bởi vì đưa lưng về phía Thương Nguyệt chân Nhân nguyên nhân, còn chưa bị nó phát hiện. Năm đó người làm hại tổ đình thời điểm, vơ vét rất nhiều cổ lão tiên khí, người đưa chúng nó chân áp ở trong thiên khư. Ngươi mở ra thiên khư một khắc này, những tiên khí này liền sẽ chen chúc mà chạy, ý đồ trở lại chủ nhân bên người. Tiểu Thiên Tôn trong lỗ tai cũng có huyết dịch chảy ra, lẩm bẩm nói: "Ngươi thừa dịp những cái kia tiên khí bay ra sát na, lựa chọn một kiện tiên khí để tiên khí kia mang theo ngươi đào tẩu." Thương Nguyệt Chân Nhân thực lực cực kỳ cường đại, ngươi chỉ có một lần chạy trối chết cơ hội. Hứa Ứng thần thức ba động, truyền âm nói: "Tiểu Thiên Tôn, ngươi một mực xem ta là tổ đình phản đồ, muốn giết ta, ta vì sao còn muốn giúp ngươi?" Tiểu Thiên Tôn không nói gì, Hứa Ứng quay đầu, chỉ gặp Tiểu Thiên Tôn đứng ở nơi đó, hai mắt trống rỗng con mắt lỗ tai lỗ mũi và trong mồm máu chảy không ngừng. Hứa ứng nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên đỉnh đầu một sợi thanh khí bay ra, phân ra một đạo ngọc thanh chi khí, chui vào tiểu thiên tôn thể nội. Đạo này ngọc thanh chi khí chính là hắn tam đại thiên địa nguyên thần một trong ngọc thanh nguyên thần, dáng lâm đến tiểu thiên tôn trong hy di chi vực, chỉ gặp tiểu thiên tôn hy di chi vực hỗn loạn tương bừng, ngũ nhạc rối loạn, vỡ ra, thiên hà chảy ngược, thiên sơn đổ. Ngũ tuyệt tiên trận lưu lại không ít ngũ sắc tiên quang, cũng xâm nhập tiểu thiên tôn thân thể, trắng trợn phá hư. Chẳng lẽ là Lý Bình Sinh đem tiểu thiên tôn đánh thành dạng này? Hứa ứng lấy làm kinh hãi, lập tức nhận ra những này ngũ sắc tiên quang hẳn là xuất từ ngũ tuyệt lăng thiên công. Lý Bình Sinh chính là tu luyện loại công pháp này, hướng hắn khiêu chiến, kết quả bị hắn một chiêu đánh bại. Bởi vì hứa ứng nhân từ, cho nên chỉ đánh gãy Lý Bình Sinh toàn thân một nửa xương cốt, không có giết hắn. Lý Bình Sinh khẳng định không có thực lực này, như vậy là ai đem tiểu thiên tôn bị thương thành dạng này. Hứa ứng lúc ấy vật ngã lưỡng vong, căn bản không biết tiểu thiên tôn đã trải qua cỡ nào gian khổ đại chiến, một người đối kháng vạn người, nếu không có ngũ tuyệt tiên vương cùng thương nguyệt chân nhân đánh lén, hắn cũng không trở thành trọng thương. Tiểu thiên tôn từng cái cảnh giới nguyên khí hỗn loạn, thủy hỏa cũng xâm, tình huống cực kỳ hỏng bét. Hứa ứng ngọc thanh nguyên thần một đường xem xét, bay đến thần kiều, chỉ gặp tiểu thiên tôn cũng là một tôn bán tiên, nguyên thần một nửa ở trong thành, một nửa không thể vào thành. Bất quá lúc này, nguyên thần của hắn ngơ ngơ ngác ngác, lâm vào trong hôn mê, nguyên thần chung quanh là một mảnh đạo tràng, đạo tràng lâm vào sụp đổ bên trong, địa thủy phong hỏa phun trào, một vùng thiên địa câu diệt khủng bố tình hình. Ngoài đạo tràng vây, còn có từng đầu thô to không gì sánh được xiềng xích đại đạo quay chung quanh đạo tràng bay múa, tản mát ra nặng nề du dương đạo âm. Hứa ứng nhíu mày, hắn không cách nào tiếp cận tiểu thiên tôn nguyên thần, những đạo liên này là do đạo văn ngưng tụ mà thành, đạo văn thì là có đạo tưởng tạo thành, cực kỳ phức tạp, uy lực lại mạnh mẽ không gì sánh được, giống như thiên địa đại đạo hình thành thực chất. Tiểu thiên tồn tại trước khi hôn mê, bố trí xuống những đạo liên này, vì bảo vệ mình nguyên thần, miễn cho bị ngoại địch chỗ xâm. Nhưng là cũng bởi vì những đạo liên này, hứa ứng không cách nào phụ cận xem xét nguyên thần của hắn thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Tiểu thiên tôn ngất đi, chỉ là nương tựa theo tự thân cường đại nghị lực, để cho mình đứng thẳng không ngã, khi thế không giảm, hù sợ thương nguyệt chân nhân. Hứa ứng thầm nghĩ, kỳ thật, không cần thương nguyệt chân nhân xuất thủ, tùy tiện tới một người, đều có thể đem hắn chém giết. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong nội tâm làm ra quyết đoán, thấp giọng nói, người chết ngất ngược lại tốt, nhưng ta làm sao biết cái nào một mảnh vụn là thiên khư. Hắn lại lần nữa nhập định, cùng mình lạc ấn tương dung, tiến vào trạng thái kỳ diệu bên trong, mượn quá khứ lạc ấn, cảm ứng khối kia cái gọi là thiên chi mảnh vỡ. Thiên khư, mà hắn Ngọc Thanh Nguyên Thần thì lưu tại Tiểu Thiên Tôn thể nội, bốn chỗ dập lửa, bổ thiên, quản lý tràn lan hồng thủy, trợ giúp Tiểu Thiên Tôn trấn áp hy di chi vực các loại đạo thương. Thương Nguyệt chân nhân gặp Tiểu Thiên Tôn thật lâu không có nhúc nhích, cười nói, người nhất định thụ thương đúng hay không? Tiểu Thiên Tôn tuy là tổ đình vô địch, nhưng cùng lúc đối kháng nhiều như vậy đối thủ, thương thế khẳng định không nhẹ. Hắn lúc trước trốn trốn tránh tránh, hiện tại thì từ sau núi đá đi ra, lộ ra thân hình, cười nói, cái này cũng không trách ngươi. Ngũ Tuyệt Tiên Vương thực lực siêu tuyệt, người không cách nào cùng hắn chống lại cũng là chuyện đương nhiên. Hắn không cần xuất thủ, chỉ cần hắn đồ tử đồ tôn đi vào tổ đình, liền có thể đưa ngươi trọng thương. Hứa ứng thần thức phát ra, thầm nghĩ ta như là đã tìm hiểu ra tổ pháp, cần gì phải che giấu. Trực tiếp vận dụng là được. Chỉ nghe ong 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 từng tiếng nhẹ vang lên, phía sau hắn lục đại động thiên xoay tròn, dựa theo tổ pháp vận hành, trong đó hoàng đình động thiên để hắn thần thức trở nên vô cùng cường đại sức cảm ứng trở nên mạnh hơn, xâm nhập trong hư không tìm kiếm dấu kín tại phụ cận bất luận cái gì không gian. Hắn sức cảm ứng trong nháy mắt đạt tới cực hạn, tham đạo đài bốn phía, thiên địa đại đạo nhẹ nhàng chấn động, ngàn vạn hào quang từ phá toái thiên địa bên trong bay lên, thiên ti vạn lũ, chất chứa đạo diệu, hướng bên này bay tới, khác ở hứa ứng dưới thân tham đạo đài bên trên hình ảnh này cực kỳ lộng lẫy, nhưng lại có không hiểu chi bi thương, để cho người ta thân ở trong đó, nhịn không được lã trã nước mắt. Phó hiệp thăng tiến thành tiên hiệp, không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc, chương 542. Đây là đại đạo chi buồn, thân ở đạo bên trong, tự nhiên sẽ tùy theo mà buồn. Thương Nguyệt chân Nhân gặp tình hình này, không khỏi hồ nghi, nói, bên cạnh người tiểu tử là ai? Hắn không phải sở thiên đô, sở thiên đô không có bực này bản sự. Hắn lên trước mấy bước, ý đầu nhìn xem hứa ứng chân diện mục, lại kiêng kỵ tại tiểu thiên tôn thực lực. Vừa rồi tiểu thiên tôn thi triển thần công thất chuyển, đối cứng vạn nhân tiên trận, đối kháng ngũ tuyệt tiên vương, vẫn có thể đón lấy hắn một kích toàn lực, thậm chí đem hắn trọng thương. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực hù dọa hắn, thương nguyệt chân nhân ánh mắt chấp động, lấy ra động, cười nói, tiểu thiên tôn, chung quanh của ngươi, đạo âm quá buồn, ta đến vì ngươi thổi một khúc. Động thứ tiếng vang lên, trong đạo âm sát phạt nổi lên bốn phía, dẫn động tiểu thiên tôn thể nội đại đạo, nếu như thời kỳ bình thường, tiểu thiên tôn căn bản không quan tâm, nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương đã khó mà đối kháng động các loại sát phạt ma âm hứa ứng ngọc thanh nguyên thần còn tại tiểu thiên tôn thể nội chỉ nghe động thứ tiếng vang lên tiểu thiên tôn thể nội nguyên bản cũng đã mất khống chế nguyên khí cùng đạo tượng lập tức loạn tượng phân sinh tiểu thiên tôn tu luyện các loại đạo tượng uy lực bộc phát công kích lẫn nhau để hắn thương càng thêm thương hứa ứng ngọc thanh nguyên thần thật vất vả mới giúp tiểu thiên tôn chữa cho tốt một chút đạo thương giờ phút này vết thương cố tái phát thậm chí ngay cả hắn nguyên thần cũng lâm vào hiểm cảnh Tiểu thiên tôn thực lực quá mạnh, tu vi quá cao, hắn đạo tượng, hắn từng cái cảnh giới, đều ẩn chứa lớn lao lực lượng. Hiện tại, tiểu thiên tôn tự phong nguyên thần, những này đạo lực vô chủ, bị thương nguyệt chân nhân dẫn động, hứa ứng hơi không cẩn thận, chỉ sợ ngọc thanh nguyên thần liền sẽ bị loạn lực rào sát. Thương nguyệt chân nhân một bên thổi tên, vừa quan sát tiểu thiên tôn động tính, chỉ cần tiểu thiên tôn lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ, hắn liền lập tức bạo khởi đả thương người. Nhưng mà để hắn thất vọng là, tiểu thiên tôn vững vàng đứng sau lưng hứa ứng, không có nửa điểm nhan thái. Nhưng ở tiểu thiên tôn thể nội, hứa lại là sức đầu mẻ chán. Thương nguyệt chân nhân thiên thanh để tiểu thiên tôn thương càng thêm thương, ngay cả hắn cũng bị làm cho không ngừng tránh né cái kia từng đạo mất khống chế đạo văn đạo tượng. Thiên hà lại lần nữa treo ngược, run run thiên hà đảo qua hứa ứng nguyên thần, suýt nữa đem hắn quất bay. Sau một khắc dãy núi giao động, trong đó một tòa trên thiên sơn là thủy hỏa giao luyện chi địa, tam vị chân hỏa cùng tam muội thần thủy khai chiến, đánh cho thiên địa tan rã. Hứa ứng ngọc thanh nguyên thần một bên tránh né, một bên bay lên trên đi, nổi giận đùng đùng, nếu tiểu thiên tôn tự phong nguyên thần, thân thể này không người làm chủ, như vậy ta đến làm chủ. Hắn phi thân đầu nhập tiểu thiên tôn thập nhị trọng lâu bên trong, nguyên thần vào ở trọng lâu, lập tức khống chế tiểu thiên tôn nhục thân. Ông âm thanh càng chặt, thương nguyệt chân nhân một bên chuyển bước, chân đạp kỳ dị trận pháp, một bên thổi lên động thiên, mang theo tác sát ý, khối động khí huyết phá hư đạo tâm nhưng mà tiểu thiên tôn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào thương nguyệt chân nhân bỗng nhiên vừa thu lại động mũi tên cười ha ha nói tiểu thiên tôn ta coi ngươi là anh hùng hảo hán cho là ngươi đón đánh ở của ta loạn thế ma âm không nghĩ tới ngươi lại chết ngất hắn nhấc chân lên hướng tham đạo đài đi đến nhưng vào lúc này hứa ứng ngọc thanh nguyên thần rốt cuộc khống chế tiểu thiên tôn nhục thân đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha trong tiếng cười tiểu thiên tôn trong tai mắt mũi miệng phun ra máu lập tức biến thành cột máu tắm đến ngồi ở phía trước hứa ứng toàn thân đều là tiểu thiên tôn hay là cười ha ha phảng phất giống như không phát hiện thương nguyệt chân nhân vội vàng dừng bước sắc mặt tái nhợt lặng lẽ lui về phía sau một bước cười nói tiểu thiên tôn ngươi cười cái gì lỗ tai của ngươi còn tại phun máu hướng hai bên tư ra mấy triệu thương thế của ngươi lại khó áp chế a à. hứa ứng khống chế tiểu thiên tôn nhục thân hai cánh tay giơ lên dùng một chút ống tay áo, hai tay chắp sau lưng. Thương Nguyệt chân nhân trong lòng phiêu nhiên, vội vàng lui lại mấy bước, tế lên nguyên thần, nguyên thần trong khoảnh khắc tăng lên tới cực hạt, hiện ra tám tay, trong tay riêng phần mình quơ lấy từng kiện pháp bảo, chuông, khánh, đàn, tranh, tì ba, xanh, trống, trù, cười lạnh nói, tiểu thiên tôn, mọi người lẫn nhau hiểu rõ, người biết ta có bao nhiêu cân lượng, ta cũng biết trọng lượng của ngươi, thương thế của ta khẳng định so ngươi nhẹ. Thương Nguyệt, cái này có thể chưa hẳn, Tiểu thiên tôn quay người, tai mắt mũi miệng còn tại hướng ra phía ngoài phun máu, nương theo lấy hứa ứng khống chế tiểu thiên tôn nói chuyện, máu kia từng cỗ từng cỗ phún ra ngoài, chợt gần chợt xa. Tiểu thiên tôn há miệng, trong miệng máu không muốn mạng ra bên ngoài tuôn ra, cười nói, thương nguyệt, thương thế của ta tuy nặng, nhưng ta vẫn là lưu lại một tay. Chiều này là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, lấy ngươi mạng chó, dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, tham đạo đài bên trên cũng đã làm máu chảy đầy đất. Thương Nguyệt chân nhân nhìn thấy hắn toàn thân áo trắng đã bị nhiễm đến màu đỏ tươi, trong lòng đã là buồn cười lại cảm giác hãi nhiên. Hắn cười là tiểu thiên tôn luôn luôn yêu thích sạch sẽ, không dung thân trên có nửa điểm dơ bẩn, chính là có khỏa cho bụi đều không được. Mà giờ khắc này hắn lại máu nhuộm áo trắng, có nhục tú si áo trắng tiểu thiên tôn hình tượng. Thương Nguyệt giật mình chính là, tiểu thiên tôn thương thế nghiêm trọng đến loại trình độ này, lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, thần thái tự nhiên, quả thực để hắn lòng sinh sợ hãi. Thương Nguyệt chân nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Tôn, quan sát thần thái của hắn, cười nói Tiểu Thiên Tôn, người vẫn là đi tìm Đại Phu A. À. Ta lo lắng người máu chảy nhiều như vậy, tùy thời một mệnh ô hô. Ta đổ nhận biết một cái Đại Phu, tên là Ngọc Thủ Ma Y, tốt chặt đầu người, đem người đầu tháo xuống sửa sang một chút, nói không chừng ngươi tai mắt mũi miệng liền không chảy máu. Hắn khẽ nhíu mày, Tiểu Thiên Tôn cái này máu chảy đến vui vẻ, thân thể cũng giống có phải hay không chính mình đồng dạng, vậy mà không có nửa điểm khó chịu tiểu thiên tôn trong miệng máu tươi ào ạt chảy dòng nói chuyện cũng không có ngày thường lanh lẹ như vậy cười nói tốt vị này ngọc thủ ma y ta nhất định phải nhận thức một chút tại hắn trị liệu cho ta trước đó ta cũng phải trước tiên đem đầu của ngươi vặn xuống đến để hắn trị một chút thương nguyệt chân nhân khẽ nhíu mày trong lòng chỉ cảm thấy cổ quái tiểu thiên tôn ngày bình thường ăn nói có ý tứ làm sao hôm nay thế mà cùng ta mở lên trò đùa cái này có chút không giống hắn trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích cười nói thiên tôn ta gần nhất đã phổ ra một bộ thiên ma bát âm, muốn mời ngươi chỉ điểm. Hứa ứng cười ha ha, thương nguyệt, ngươi càng không có tiền đồ. Thần thông chính là thần thông, đi thẳng về thẳng, lấy tính mạng người ta, ngươi lại chơi cái gì âm luật nhập đạo, ra vẻ phong nhã, kỳ thật không chịu nổi một kích, từ nhập ma đạo mà thôi. Ngươi cũng chính là tại tổ đình bực này lụi bại chi địa xương hùng, ra ngoài tại chư thiên vạn giới chạy một vòng, ngươi sớm đã bị người đánh chết. Ngươi cứ việc tấu đến, ngươi nhìn ta sẽ hay không bị ngươi thiên ma bắt âm dung chuyển mảy may. Thương Nguyệt chân nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bỗng nhiên cắn răng, bát tí nguyên thần đem tám cái nhạc khí tế lên, tỷ bà xanh thiên, chuông đàn tiếng vỗ tay, riêng phần mình tấu đến. Tiểu thiên tôn thể nội các loại đạo thương càng thêm nghiêm trọng, các loại đạo tượng rối loạn, tai mắt mũi miệng máu tươi tư tư hang ngầm lưới, đón gió bay ba trượng, thuận gió bay mười trượng. Không gì hơn cái này, tiểu thiên tôn cười ha ha, trong miệng máu tuôn ra như trụ, hứa âm thầm nóng lòng, thương nguyệt chân nhân liền xem như cái mù loà, giờ phút này cũng sợ nhìn ra không ổn, thiên khư, thiên khư, người đến cùng ở nơi nào. Tìm được, trong lòng của hắn đại hỷ, rốt cuộc tìm được dấu kín tại tầng tầng trong hư không một cánh cửa, nghĩ đến phía sau cửa chính là thiên khư. Hứa ứng không cần nghĩ ngợi, nhô ra tay đi, nếm thử đẩy cửa. Giác CKIT, T, T một môn hộ mở ra, lập lòe tiên quang, từ trong môn tuôn ra. Cùng lúc đó, thương nguyệt chân nhân mặt lộ hung quang, ác thanh nói, tiểu tử thúi, ngươi lừa ta. Ngươi không phải tiểu thiên tôn, một ta không tiếp tục chờ được nữa, ta nhất định phải trở về, ngày mai liền đi. Phó hiệp thăng tiến thành tiên hiệp, không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc, chương 543, thiên tôn, thương nguyệt chân nhân dù sao cũng là tổ đình đứng hàng thứ ba cao thủ, tầm mắt kiến thức cực cao, kinh nghiệm phong phú, cứ việc trấn nhiếp tại tiểu thiên tôn dư uy, nhưng lập tức phát hiện không hợp lý chỗ. Nơi nào có bên cạnh dạng này phun máu, còn có thể một bên chuyện trò vui vẻ. Hắn lập tức biết, tiểu thiên tôn tất nhiên đã thường thế bộc phát mà hôn mê, thực tế khống chế tiểu thiên tôn nhục thân, không phải người khác, chính là ngồi trên tham đạo đài, giả vờ giả vịt lĩnh hội thiên địa đại đạo cái kia tử y thần hầu. Hắn đang muốn giết tới trước mặt, đem tiểu thiên cỏ cùng tử y thần hầu sở thiên đô cùng một chỗ diệt trừ, đột nhiên tham đạo đài trước, tiên quang động chiếu, một tòa cao chừng 17-18 trượng cự đại môn hộ, hơi hé mở ra, tiên quang rào rạt, từ trong cánh cửa kia một phát cuôn ra, tiên âm đại tác, tiên đạo vù vù, từng kiện cổ lão thời đại tiên khí từ trong môn bay ra, tựa như ngựa hoang mất cương, vui chơi lợn rừng, gào thét hướng ra phía ngoài bay đi. Những tiên khí kia hình thái khác nhau, từ phủ tỏa câu xiên thập bát ban binh khí, đến cầm kỳ thư họa, các loại dị trùng tiên binh, lại đến đình đài lầu các, chung cổ vui, có thể là cờ kỳ phiên tràng, cái gì cần có đều có, một phát hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới những tiên khí kia một bên vui sướng xông ra ngoài đến, một bên bộc phát trận trận tiên uy, trùng kích đến hứa ứng cùng tiểu thiên tôn thân hình phiêu diêu không chừng, thân bất do kỳ từ tham đạo đài bên trên bay lên. Hứa ứng Ngọc Thanh Nguyên thần khống chế tiểu thiên tôn nhục thân tại rất nhiều tiên khí bên trong xuyên thẳng qua, hai người bị đâm đến liền hướng lăn lộn mấy vòng, khó mà ổn định thân hình. Nói đến cổ quái, hắn cảm giác đến những pháp bảo này, chính mình cũng từng từng tế luyện. Những pháp bảo này đều có hắn lạc ấn, bất quá, những lạc ấn này trở nên cực kỳ yếu kém, như có như không. Nhiều như thế pháp bảo đều là có chủ pháp bảo, pháp bảo thông linh, căn bản không muốn thụ hắn khống chế, dù là hắn tại trên những pháp bảo này lưu lại lạc ấn. Nhiều pháp bảo như vậy bị hắn giam giữ ở trong thiên khư, một bên tìm kiếm đường ra, một bên sờ soáng hắn lưu lại lạc ấn. Hiện tại hứa ứng mở ra thiên khư, những pháp bảo kia liền giống như là bị giam giữ hơn 4 vạn năm tù phạm vui nghênh hết hạn tù phóng thích, hoàn thiên hỉ địa sông ra ngoài đối với hắn không quan tâm, liền muốn trở lại riêng phần mình địa chỉ ban đầu. Tiểu Thiên Tôn nói qua, đây là chúng ta thoát thân một lần cơ hội duy nhất. Hứa ứng lấy tay bắt lấy Tiểu Thiên Tôn, thân hình bay múa, tại từng kiện lao vùn vụt mà qua trong pháp bảo xuyên thẳng qua, tìm kiếm có thể mang theo chính mình thoát đi bảo vật. Thương Nguyệt chân nhân ngây người, lập tức trong lòng cuồng hỉ, hướng những tiên khí kia chộp tới. Sớm nghe nói có cái đại ma đầu siêu tập thiên hạ bảo vật, thăm dò cấm khu thần bí, đem những bảo vật kia giấu ở tham đạo đài phụ cận không nghĩ tới đúng là thật. Bàn tay của hắn còn chưa tiếp cận, liền gặp tiên khí uy năng bộc phát. Không phải một kiện tiên khí uy năng bộc phát, mà là phía trước mấy chục kiện tiên khí uy năng cùng nhau bộc phát, hướng hắn vào tới. Thương Nguyệt chân nhân sắc mặt kịch biến, vội vàng xoay người tránh né, nhưng tiên khí số lượng quá nhiều, dù hắn tránh né cũng không kịp, đành phải tế lên chính mình cái kia tám cái pháp bảo, tạm thời ngăn cản. Sau một khắc, chuông nứt, chống phá, đàn đứt dây, thương nguyệt chân nhân liên tục đẫm máu ngã xuống bay đi thân hình hắn ở giữa không trung bốc lên rốt cuộc ổn định thân hình liền gặp hứa ứng mang theo tiểu thiên tồn tại những tiên khí kia trong dòng lũ xuyên thẳng qua bọn hắn trốn không thoát thương nguyệt đè xuống khí huyết sôi trào lập tức hướng phía dưới phóng đi tiên khí trong dòng lũ hứa ứng đột nhiên dưới chân trượt đi dẫm tại một đám lửa bên trên trong hỏa diễm là một cái bánh xe hứa ứng một chân dẫm lên trên liền chợt thấy tốc độ đột một tăng hỏa luân kia phong hỏa đại tác, chờ hắn gào thét sông về phía trước, một cái khác hỏa luân đập vào mi mắt, hứa ứng không cần nghĩ ngợi nâng lên cái chân còn lại dẫm lên trên. Hai cái hỏa luân rơi vào dưới chân, lập tức phong hỏa đại tác, vị một tiếng, hứa ứng thân hình hóa thành một đạo lưu quang, từ từng kiện trong tiên khí xuyên qua, cướp đường mà đi. Thương Nguyệt chân nhân ngẩn ngơ, chợt hướng tiểu thiên tôn nhìn lại, mừng rỡ trong lòng tự nhiên chui tới cửa. Đừng, lưu quang gào thét mà đến, ở ngay trước mặt hắn phóng lên tiểu thiên tôn liền gào thét mà đi. Thương Nguyệt chân nhân giận dữ, phi thân lên, hướng đạo lưu quang kia đuổi theo, hắn dù sao cũng là trong tổ đình gần với tiểu thiên tôn cùng viêm chân quân tồn tại, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng cùng đạo lưu quang kia khoảng cách lại càng ngày càng xa. Thương Nguyệt chân nhân vừa tức vừa gấp, nguyên thần ra tốc hướng về phía trước cùng truy mãnh cản, nhưng vẫn là càng ngày càng xa, hứa ứng cõng tiểu thiên tôn cuối cùng từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Tốt một cái sở thiên đô, Thương Nguyệt Chân Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng một cỗ phẫn uất chi khí khó mà thư giãn, cắn răng nói: "Vốn là công lao của ta, hiện tại không thể không đem công lao này nhường ra đi. Nếu không Tiểu Thiên Tôn nếu là chữa khỏi vết thương, ta liền chết chắc." Hắn bốn phía nhìn lại, tổ đình trên bầu trời, từng đạo ánh sáng bốn phương tám hướng bay đi, lưu lại từng đạo hoa mỹ hào quang. Tổ đình trời trở nên cùng lúc trước có chút khác biệt. Thương Nguyệt Chân Nhân lách mình rời đi, qua không lâu sở thiên đô thuyền hoa từ nơi đây bay qua, sở thiên đô cùng hồ trác quân đứng ở trên thuyền hoa, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ ma tộc đưa tay, muốn bắt lấy từ trên thuyền hoa không trải qua một đạo nghe hồng, sở thiên đô vội vàng đè lại bàn tay của nàng, nói coi chừng. Hào quang này là tiên đạo chi bảo lưu lại, coi chừng làm bị thương ngươi. Hồ trác quân vội vàng thu tay lại, thuyền hoa lái về phía tham đạo đài, chậm rãi hạ xuống tới. Sở thiên đô dò xét bốn phía, chỉ gặp tử thi khắp nơi trên đất, bầu trời cùng phụ cận trên dãy núi còn có lưu lại chưa tán hào quang năm màu, hồ chắc quân còn tìm đến rất nhiều tiên kiếm mảnh vỡ. Hai người tới tham đạo đài, trên đạo đài đều là vết máu. Còn có một tòa môn hộ cổ lão rộng mở, lộ ra thâm thúy nội bộ thế giới, nơi đó là thiên chi mảnh vỡ, thiên khư. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, sư tôn hắn sống hay chết, sở thiên đô trong lòng ẩn ẩn bất an, tham đạo đài bên trên vết máu để hắn có chút quen thuộc, là tiểu thiên tôn máu từ khi tiểu thiên tôn được tôn là tiểu thiên tôn đến nay hắn liền không tiếp tục từng bị thương mà bây giờ hắn thế mà chảy ra nhiều như vậy máu sư tôn người đến cùng người ở chỗ nào loạn tinh hải hứa ứng dưới chân cái kia một đôi hỏa luân bốc lên phong hỏa gào thét mà đi từ từng cái to lớn tinh thể ở giữa xuyên qua thẳng đến loạn tinh hải bên trong tiên mộ mà đi loạn tinh hải bên trong có một tòa tam đàn hải hội đại thần chi mộ hứa ứng chân đạp hai bánh chính là thẳng đến nơi đó mà đi hỏng bét Hứa ứng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lần trước lại tới đây, thủ hộ tiên mộ hỏa tiêm thương, hồng lăng cùng cái bẫy tựa hồ đối với chính mình rất tức tối, trên người mình điểm điểm đâm đâm. Hiện tại chính mình lại chạy trở về, chỉ sợ liền sẽ thật hướng hắn hạ thủ. Tiên mộ đang nhìn, cặp kia hỏa luân thẳng đến tiên mộ mà đi, hứa ứng nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên biết vì sao lần trước thủ hộ tiên mộ tiên khí sẽ uy hiếp hắn. Đôi này hỏa luân, nhất định là ta từ trong tiên mộ đánh cắp. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp thủ hộ tiên mộ hồng lăng bay tới soát một tiếng hướng hắn bay tới cùng lúc đó hỏa tiêm thương cũng tự phá không mà lên hướng hắn đâm tới mà cái kia đạo có thể bao lấy nhật nguyệt tinh thần luyện hóa thành cho vòng tròn đã đi tới hứa ứng đỉnh đầu tam đại tiên khí chuẩn bị đem hứa ứng đánh cho thần hồn câu diệt đột nhiên tam đại tiên khí dừng lại tựa hồ chú ý tới hứa ứng dưới chân đôi kia hỏa luân biết hứa ứng không phải đến trộm bảo bối mà là đến đưa bảo bối lúc này mới không có thống hạ sát thủ Hứa ứng buông xuống tiểu thiên tôn, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, cười nói các vị đạo hiếu, bây giờ bảo bối cũng trả lại, không biết có thể hay không cho chúng ta ở chỗ này ở mấy ngày. Cương, tam bảo tề động, hỗn thiên lăng ghim chặt hứa ứng cổ, hỏa tiêm thương chỉ vào hứa ứng ngực, càn khôn quyển bên trong ánh lửa hừng hực, chuẩn bị bộc phát. Đúng lúc này, một khối gạch vàng bay tới, vị một tiếng bay vào trong tiên mộ, sau một lúc lâu, gạch vàng bay trở về, trên gạch phù triện sáng lên, sáng tối chập chờn tựa hồ đang hiếu kỳ bọn chúng đang làm cái gì. Hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng cùng càn khôn quyển lúc này mới ngừng. Hứa ứng thở vào một cái, mang theo tiểu thiên tôn tại tiên mộ bên ngoài ở lại, hứa ứng lúc này mới có thể vận dụng toàn lực, trấn áp tiểu thiên tôn trên người đạo thương. Qua mấy ngày, tiểu thiên tôn trong hy di chi vực đạo thương trên cơ bản bị hắn chấn áp lại, nhưng tiểu thiên tôn hay là chưa tỉnh. Hứa ứng nhíu mày, tiểu thiên tôn chưa tỉnh nguyên nhân liền tại nguyên thần của hắn bị phong ấn ở trong đạo tràng. Ngoài đạo tràng lại có đạo liên quấn quanh, Hứa Ứng không cách nào tiến vào bên trong, xem xét nó nguyên thần thương thế. Bất quá nghĩ đến Tiểu Thiên Tôn nguyên thần tất nhiên cũng bị trọng thương, nếu không sẽ không một mực hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ có thể giúp hắn trấn trụ thương thế, luyện hóa đạo thương, còn cần chính hắn tới. Hắn phải chăng có thể tỉnh lại, toàn bộ nhờ chính hắn. Hứa Ứng thở dài, đi tam đàn hải hội đại thần mộ phần đi một vòng, chỉ gặp tiên mộ kia trên có vài cọng tiên thảo, dáng dấp tiên diễm. Đột nhiên hỏa tiêm thương chống đỡ tại trên eo của hắn, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, hỗn thiên lăng cũng đã treo ở trên cổ của hắn. Hứa ứng cười nói, mấy vị đạo hữu, ta nếu là quả thật có ý đồ xấu, mấy vạn năm trước cũng đã đem nơi này tẩy sạch không còn còn có thể chờ tới bây giờ. Hai kiện tiên khí bất phi sở động, hứa ứng bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ đem cỏ mộ phần cho tiểu thiên tôn trị thương xúc động. Trong tiên mộ truyền đến từng luồng từng luồng minh mông thâm thúy khí thức, phảng phất mộ chủ nhân vẫn như cũ còn sống, hứa ứng thử nghiệm cùng trong một tinh thần câu thông, bên trong nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Hứa ứng tại hai đại tiên khí áp bách dưới không thể không cách tiên mộ xa một chút, lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, tiểu thiên tôn, nghe nói người bị trọng thương, trọng thương ngã gục, lão hủ chuyên tới để thăm viếng. Loạn tinh hải bên trong, từng khỏa tàn phá tinh thần trong khoảnh khắc liền trở nên cỏ cây khắp nơi trên đất, xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở. Một tên lão giả từ trong tinh hải đi tới, những nơi đi qua, một mảnh thốt nhiên sinh cơ. Lão giả kia bán thần bán tiên, sau lưng nguyên thần nửa bước bước vào ngọc kinh thành, khí thức cổ lão mà thâm thúy, cười nói tiểu thiên tôn, còn nhớ rõ ta kế đạo nhân sao. Năm đó ta tiếc bại vào tay ngươi, hôm nay rốt cục nghinh đón cơ hội. Hứa ứng tâm niệm vừa động, ngọc thanh nguyên thần khống chế tiểu thiên tôn, cười ha ha nói, nguyên lai là kế đạo nhân. Ngươi cũng đến đây chịu chết, cái kia kế đạo nhân nhìn hứa ứng một chút, cười nói, xem ra nghe đồn không có nói sai, tiểu thiên tôn hoàn toàn chính xác lâm vào hôn mê bên trong. Ta cùng tiểu thiên tôn chưa bao giờ giao thủ qua, ngươi không biết điểm này. Tiểu thiên tôn, hôm nay ta đưa các ngươi lên đường. Kế đạo nhân cười nói, người đại khái không biết, tiên giới đế quân ban bố tiên được, chiêu cáo chư thiên vạn giới tất cả cường giả, phàm là có người có thể đưa ngươi chém giết, liền có thể thu hoạch được một cái phi thăng danh ngạch. Khí tức của hắn nở rộ, cổ lão tu vi liên tục tăng lên. Hứa ứng thở dài, lấy xuống mặt nạ trên mặt, từ trên thân tiểu thiên tôn thu hồi nguyên thần, ngọc thanh nguyên thần hóa thành một đạo thanh khí rơi vào trong cơ thể của hắn. Hứa ứng thẳng tắp sống lưng, thản nhiên nói kế đạo nhân, tiên giới ý chỉ này là chiêu cáo chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới bên trong không có tổ đình. Người coi như giết tiểu thiên tôn, cũng thành không được tiên. Kế đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Hứa ứng mỉm cười nói, 48.000 năm trước, ta nhấc lên một trận náo động lớn, dẫn đến tiên đạo dị thường khu vực bộc phát, Quét sạch Tổ Đình. Ngươi nói ta là ai? Kế đạo nhân giật mình, đột nhiên bật cười nói, ngươi chính là cái kia vứt bỏ Tổ Đình phi thăng hứa ứng. Nghe nói ngươi về sau bị trấn áp hơn 4 vạn năm, biến thành không chết phàm nhân, trải qua không bằng heo chó thời gian. Tiểu Thiên Tôn còn đã từng đi nguyên thú thế giới, nhìn qua ngươi đây. Hứa ứng ngơ ngẩn, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh tiểu Thiên Tôn, lẩm bẩm nói, hắn nhìn qua ta. Như vậy, hắn vì sao không vào lúc đó giết ta báo thù? Kế đạo nhân cười ha ha, hắn từ trên người ngươi sao chép một chút phong ấn, ý đồ giải khai ngươi phong ấn, si ngốc ngây ngốc, thế mà nghiên cứu lên tiên đạo đến rồi. Tên xuẩn tài này, không biết ta tổ đình là ma vực sao? Ta tổ đình ma đạo cùng tiên đạo không hợp nhau, hắn làm ma vực tiểu thiên tôn, thế mà hao phí hơn phân nửa tinh lực đi nghiên cứu tiên đạo. Ngu xuẩn không thể thành, hứa ứng nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích tiểu thiên tôn, lẩm bẩm nói, người nói là, hắn đi nguyên thú thế giới gặp ta, từ trên người ta sao chép tiên đạo phù văn, sau đó hao phí tinh lực đi học tập tiên đạo, phá giải phong ấn. Kế đạo nhân cười khẩy nói, đây chính là hắn ngu xuẩn địa phương. Hắn cho là mình có thể phá giải đế quân phong ấn, cứu ngươi ra tới. Hắn chỉ là một cái ma vực tiểu thiên tôn, làm sao có thể phá giải được đế quân phong ấn? Cho đế quân phong ấn cửa lớn đều là tiên vương, hứa ứng khóe miệng run lên, hắn không phải muốn giết ta sao? Vì sao còn muốn hao phí vạn năm thời gian tới cứu ta? giết ngươi, kế đạo nhân giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười, nhịn không được cười to nói, xem ra ngươi còn tại trong phòng ấn, thiên tôn, thiên tôn, hứa ứng ngơ ngẩn, đúng vậy a, à, hứa thiên tôn, kế đạo nhân cười nói, hắn là đồ đệ của ngươi a, à, cho nên gọi là tiểu thiên tôn, nếu không muốn như nào, đồ đệ của ta, hứa ứng ngơ ngẩn, nhìn xem cái kia máu me khắp người tú si áo trắng, lẩm bẩm nói, hắn là đồ đệ của ta, hắn đi đến tiểu thiên tôn phía trước cản ở trước mặt tiểu thiên tôn, sau lưng từng tòa động thiên sáng lên, đè xuống trong lòng từng đợt tâm tình kích động, trầm giọng nói có ta người sư phụ này tại, sau này không ai có thể làm bị thương hắn. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã en, mọi người có thể nhập hố. chương 544, đỉnh phong vũ trang đổi mới đến. Đối với tiểu thiên tôn, hứa ứng nguyên bản trong nội tâm chỉ có địch ta, giờ phút này lại không tự giác thêm ra một loại khác tình hoài. Hắn không nhớ nổi đời thứ nhất chuyện gì xảy ra, nhưng là tiểu thiên tôn đã từng nói, hứa ứng chính là hắn lão sư, phụ thân, huynh trường, bằng hữu Phụ thân cái từ này cho thấy, trong lòng hắn, năm đó hứa ứng tựa như là phụ thân một dạng. Hứa ứng lúc trước không hiểu loại cảm tình này, hiện tại đột nhiên minh bạch, tại cái kia cổ lão mà mông muội thời đại, tiểu thiên tôn hẳn là hắn thu lưu cô nhi. Hai đồng này bị hứa ứng thu lưu, đi theo hắn cái này vô pháp vô thiên chi đồ, bốn chỗ sông sáo, trải qua các loại nguy hiểm, nếm qua đủ loại khổ, Tại hứa ứng chiếu cố cùng dậy bảo dưới, hài đồng ngày ngày lớn lên. Trong lòng của hắn, người sùng bái nhất nhất định là hứa ứng, người tôn kính nhất cũng nhất định là hứa ứng, bằng hữu tốt nhất của hắn cũng nhất định là hứa ứng. Hắn lấy hứa ứng làm hương, lấy hứa ứng mộng tưởng vì giấc mộng, mong mỏi có thể cải thiên hoán địa, cải biến tổ đình thích bần tích nhược hiện trạng, cải biến tổ đình chịu đói bị đánh bị mắng hiện trạng. Hắn muốn vì tổ đình bổ thiên, muốn khai quật bị mai một ẩn tàng lịch sử, muốn cho tổ đình mỗi người đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực còn sống. Hắn muốn cho tổ đình khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Kỳ thật những này mộng tưởng nguyên bản không thuộc về hắn, chỉ thuộc về hứa ứng, nhưng đi theo vị lão sư thái này lâu, dần già liền biến thành của hắn mộng tưởng. Bởi vậy, khi hứa ứng lựa chọn phi thăng tiên giới thời điểm, hắn mới có thể đối với hứa ứng phản bội như vậy đau lòng, thậm chí động giết chết hứa ứng trả thù suy nghĩ. Tiên giới phá hủy tổ đình, còn nói xấu tổ đình là ma vực, nói xấu tổ đình đám người là ma tộc. Tiên giới cùng chư thiên vạn giới đối với tổ đình chèn ép chưa bao giờ đình chỉ. Trong lòng hắn, một mực có một cái hoàn mỹ hứa ứng, như thầy như cha, như huynh như bạn. Cái này đem mộng tưởng giao cho mình nam nhân, lại phi thăng tới địch nhân trận doanh, trở thành địch nhân, há có thể không để cho hắn đau lòng. Nhưng tiểu thiên tôn nhưng không có giết chết hứa ứng, ngược lại tại hắn gặp rủi ro lúc tìm tới hắn, thậm chí vì phá giải trên người hắn phong ấn mà đi học tập tiên đạo, làm ra tại tổ đình những người khác nhìn hoàn toàn không khôn ngoan cử động. Hắn mặc dù hận hứa ứng phản bội cùng vứt bỏ, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ cho là hứa ứng là hắn sư hữu, là hắn phụ huynh. Hiện tại, tiểu thiên tôn gặp nạn, hứa ứng không thể không cứu. Hứa thiên tôn, người cũng là tiên giới tội phạm truy nã, cầm xuống ngươi, tiên giới ban thưởng càng nhiều. Hôm nay ta liền đưa các ngươi sư đồ lên đường, kiếm lời trận này đại phú quý. Kế đạo nhân bước chân dừng lại, sau lưng vô biên loạn tinh hải bên trong đột nhiên một tôn vĩ ngạn nguyên thần chậm rãi đứng lên ngẩng đầu lên đến đầu chim thân người phượng trảo sau lưng mọc lên kim xí cường đại thần lực vặn vẹo không gian bốn phía đem vạn dặm không gian ngưng tụ hình thành một đạo vòng tròn phiêu đáng tại ô thủ thần nhân sau đầu một tòa mảnh vỡ ngôi sao từ vòng tròn bên cạnh thổi qua mảnh vỡ ngôi sao so sánh vòng tròn này cũng lộ ra không còn khổng lồ như vậy trong vòng tròn chính là thiên đạo đạo tràng lê dân chúng sinh niệm tụng đinh tai nhức óc nguyên thần của hắn là tập hợp luyện khí cùng hương hỏa mà hình thành nguyên thần hứa ứng tiến vào tổ đình lúc liền đã từng tưởng tượng qua loại hình thái này sẽ là sở tương tương lý tưởng hình thái kế đạo nhân đã sớm luyện thành hình thái này nguyên thần của hắn đã là luyện khí sĩ nguyên thần lại là chúng sinh tế tự cung phụng mà hình thành nguyên thủy thần linh đi là nhục thân thành thánh nhục thân thành thần đường lối tiên thần song tu đây là tổ đình đặc hữu hệ thống tu luyện hứa ứng ngửa đầu nhìn xem tôn này vô song nguyên thần Thất Thanh nói: Kế đạo nhân, ngươi, ngươi là một con kê yêu a, à. làm càn. Kế đạo nhân nguyên thần lấy tay hướng tiên mộ trước hứa ứng chộp tới, pháp lực chấn động, ngưng kết hư không. Một trảo này, hương hỏa khí tức tràn ngập, chúng sinh tụng niệm tiếng như hồng trung đại lữ, chấn động du dương. Bốn phía tinh không thậm chí ngay cả tam đàn hải hội đại thần tiên mộ đều tại hắn một trảo này bên dưới chấn động không ngớt. Hứa ứng, người tiến vào tổ đình sau khi được trải qua mấy trận chiến đấu, người biểu hiện ra chiến lược cố nhiên cường hoành nhưng ở trong mắt ta bất quá cũng như vậy. Kế đạo nhân đầu chim nguyên thần phảng phất một tôn nguyên thủy thần vương, vài vạn năm hương hỏa chi khí, để hắn lĩnh ngộ lĩnh hội tổ đình thiên địa đại đạo. Loại này tu hành lộ số cùng hứa ứng tại bản thủy thế giới gặp phải thiên thần trọng tiêu một giạc nhưng hắn thời gian tu luyện so trọng tiêu dài hơn, pháp lực cũng so trọng tiêu thâm hậu. Hắn tu hành thiên đạo cùng chư thiên vạn giới thiên đạo khác biệt, là tổ đình sở độc hữu. Thần lực của hắn, thậm chí so hứa ứng lúc trước gặp phải huyền hạo thần vương còn muốn hùng hồn, nguyên thần cùng hương hỏa chi khí hình thành thần lực đạt tới hoàn mỹ thống nhất thời đại của ngươi đi qua hắn lợi chảo rơi xuống loạn tinh hải quần tinh phiêu diêu không chừng hứa ứng lộ ra dáng tươi cười đột nhiên thân hình lóe lên đón một chảo này xông lên phía trước sau lưng lục đại động thiên xoay tròn vù vù ta chưa tiến vào tổ đình liền tự phong tu vi chỉ vận dụng ma đạo tu vi bây giờ rốt cục có thể giải khai phong ấn thỏa thích phóng thích tu vi của mình hứa ứng cười ha ha cái này lục đại động thiên thậm chí cho một loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác, vận chuyển đến vô cùng vui sướng. Trong cơ thể của hắn, bản thân phong ấn tu vi lập tức tầng tầng giải phong, khí tức càng ngày càng cường đại, khuấy động phong vân. Trong cơ thể hắn sinh cơ, âm dương, nguyên thần, tâm lực, cùng nguyên khí cùng thần thức, tăng lên điên cuồng, tại lục đại động thiên gia chỉ dưới, nguyên thần càng là từ cao ba thước, biến thành cao chín thước, so hứa ứng kích cỡ, còn phải cao hơn hơn một xích. Hứa ứng tại tham đạo đài nhập định, cùng mình lạc ấn tương dung, rốt cuộc tu thành hoàng đình cùng Ngọc Trì hai đại na tổ động thiên, tìm hiểu ra lục bí tổ pháp, đem lục bí tổ pháp cùng thái nhất tiên thiên công thống nhất. Lần này vẫn là hắn lần đầu đem lục bí tổ pháp cùng thái nhất tiên thiên công hoàn chỉnh thi triển đi ra, hoàng đình cùng Ngọc Trì hai đại động thiên mặc dù không phải hắn đời thứ nhất động thiên, hai tòa này động thiên chỉ là ngũ trọng thiên, nhưng tổ pháp vận chuyển liền có giống như đại dương minh mông nguyên khí cùng thần thức vào tới. Hứa ứng nguyên thần sau đầu, cũng có thiên đạo đạo tràng hình thành vầng sáng, để nguyên thần pháp lực hùng hồn kinh người. Kế đạo nhân, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút côn lôn hứa ra hoàn chỉnh tổ pháp. Hắn nguyên thần hai tay mở ra, hư hư hoài ôm, dùng sức chấn động, tựa như thái thượng lão quân từ ly hận thiên đi tới một cái bát quái luyện đan lô, hừng ngực biển lửa tuôn ra, nhật nguyệt ghé qua tại trong biển. Thần thông, bát hoang luyện nhật lô, hứa ứng nguyên thần nâng lên bát hoang luyện nhật lô, nghênh tiếp kế đạo nhân nguyên thần lợi chào song phương lực lượng kinh khủng bộc phát, cái đạo nhân nguyên thần bị chấn động đến hướng về sau dơ lên. Ngay tại cỗ này uy năng kinh khủng bộc phát thời khắc, hứa ứng nguyên thần đỉnh đầu một đạo thanh khí bay ra, chia ra làm ba, hóa thành tam thanh thiên địa nguyên thần, tứ đại nguyên thần sau đầu đều có thiên đạo đạo tràng hình thành vầng sáng, thiên uy hảo đáng. Nhất khí hóa tam thanh, hứa ứng nguyên thần cùng tam thanh nguyên thần tả hữu giáp công, đem kế đạo nhân nguyên thần giết đến liên tục bại lui, không cách nào ổn định trận cước. Kế đạo nhân nguyên thần thiên đạo đạo tràng là tổ đình tàn phá thiên đạo chỗ ngưng tụ mà thành đạo tràng mà hứa ứng nguyên thần sau đầu đạo tràng lại là chư thiên vạn giới hoàn chỉnh thiên đạo đạo tràng không thể so sánh nổi. Kế đạo nhân ở trước mặt hắn khoe khoang thiên đạo đạo tràng chính là tự dước lấy nhục. Đột nhiên hứa ứng thân hình hóa thành một đạo lưu quang từ phun trào thần thông trong dư âm xuyên qua đi về phía kế đạo nhân đánh tới chưa đi vào trước mặt trực tiếp từ thôi động thần thông loạn tinh hải. Tu thành nguyên thần về sau phương thức chiến đấu liền phát sinh thay đổi cực lớn, nguyên thần không chỉ có là tính mệnh chỗ, đồng dạng cũng là chính mình thủ đoạn công kích mạnh nhất. Hứa ứng nhục thân nguyên thần chia ra hành động, nguyên thần đối với nguyên thần, nhục thân đối với nhục thân. Tiên mộ bốn phía chính là loạn tinh hải, hứa ứng ở chỗ này thi triển môn thần thông này, thần thông uy lực so ngày bình thường càng thêm cường đại, phảng phất có thiên địa tương trợ, vô số ngôi sao hiển hiện, như là một cái lưu động tinh thần cối say lớn, đem kế đạo nhân đặt vào trong thần thông. Loạn tinh hải, Vốn là một mảnh phá toái tinh không, vô số bể nát tinh thần tụ tập ở đây, thiên địa đại đạo cũng theo đó phá toái. Nhưng nương theo lấy hứa ứng thần thông thi triển, mảnh này tinh thần hải vực, tàn phá đại đạo vù vù, đạo đạo hào quang từ phá toái thiên địa bên trong bay đến, ra chỉ hứa ứng một kích này. Kế đạo nhân song trưởng như bay, đối cứng hứa ứng loạn tinh hải, lão giả này đem vô số tinh thần đánh nát, trong khoảnh khắc, tinh không lưu hỏa, ầm ầm nổ tung, ánh lửa cùng toái tinh xuất hiện sau lưng kế đạo nhân. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã en, mọi người có thể nhập hố. chương 545, hắn vậy mà sinh sinh đánh xuyên qua loạn tinh hải, từ trong đạo thần thông này giết ra. Đây cũng là tổ đình phong cách chiến đấu, cương mãnh bá đạo. Tổ đình được xưng ma vực, nơi này thần linh cũng được xưng làm ma thần, trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là bọn hắn phong cách chiến đấu cuồng dã không có bao nhiêu hoa lệ thần thông pháp thuật. Bọn hắn thần thông đạo pháp, càng nhiều hơn chính là vì chém giết gần người. Bọn hắn tiên thần đồng tu được xưng ma đạo, nhưng ở trong tổ đình, loại pháp môn tu luyện này gọi là nhục thân thành thánh. Hứa ứng mặc dù biết tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu hùng hồn, lại không nghĩ rằng nhục thể của hắn thế mà cũng mạnh mẽ như thế, khen lão đạo sĩ này cực kỳ hung mãnh. Bành, kế đạo nhân đánh vỡ loạn tinh hải thần thông, song trưởng sen kẽ lấy vũ bay, ầm vang cùng hứa ứng song trưởng lao vào nhau. Hai người trưởng lực bộc phát, bốn phía tinh hải lập tức không ngừng nổ tung. Hứa ứng thôi động nhân thể lục bí, vậy mà cũng không có thể chiếm thượng phong tam đàn hải hội đại thần tiên mộ bốn phía hỗn thiên lăng du động trở nên không gì sánh được rộng thùng thình đem từng khối toái tinh ngăn trở đẩy ra hứa ứng cùng kế đạo nhân thần thông dư ba miễn cho quấy nhiễu tiên mộ lại đến hứa ứng hết to song trưởng đẩy ra đem lục đại na tổ động thiên thôi phát đến cực hạt kế đạo nhân hai mắt trợn trừng ngang nhiên nghinh tiếp hai người bốn phía tinh không rung động ầm ầm từng khỏa mảnh vỡ ngôi sao ẩm vang nổ tung, bị hai người bốn phía thần thông dư ba phá hủy. Kế đạo nhân khí thức bất ổn, triệt thoái phía sau một bước. Lại đến, hứa ứng man long đồng dạng đánh tới, lại là một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, lần này kế đạo nhân chân đứng không vững, bị hắn trưởng lực nghiền ép lấy hướng về sau đánh tới, tọa lạc tại một ngôi sao trên mảnh vỡ. Lại đến, hứa ứng thanh âm từ toái tinh không trọn vẹn trên bầu trời truyền đến, song trưởng nghiền nát bầu trời, từ trên trời giáng xuống kế đạo nhân nâng lên hai tay, sau một khắc tai mắt mũi miệng chảy máu. Oanh, mảnh vỡ ngôi sao kia nổ tung, phá toái thành vô số phiến, hứa ứng hai tay chống đỡ kế đạo nhân bàn tay, ở trong tinh không chân phát phi nước đại, tút tút tút, thân hình của hai người đụng xuyên từng cái phá toái đại lục. Hô, trong tinh hải, kế đạo nhân nguyên thần cánh chim to lớn mở ra, thần dực như đao chém về phía hứa ứng, cứu mình chân thân. Hứa ứng buông ra kế đạo nhân, tránh đi một kích này hắn chín thước nguyên thần lại tại giờ khác này thôi động thần thông bất chu sơn, đem kế đạo nhân cùng nguyên thần cùng một chỗ chân áp dưới chân núi. Kế đạo nhân liên tục thổ huyết, ra sức ngăn trở bất chu sơn chân áp, đợi cho đạo thần thông này tán đi, liền gặp hứa ứng từ trên không. Chậm rãi giáng lâm, bồng bình tại phía trên hắn, kế đạo nhân hít sâu một hơi, còn đợi tái chiến, lúc này chỉ gặp hứa ứng tam thanh nguyên thần từ khác nhau phương hướng hạ xuống đem hắn vây quanh ở trung ương kế đạo nhân khóe mắt nhảy lên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hứa ứng nguyên thần bản thể còn tại trên không, cũng không rơi xuống. Hứa thiên tôn, ta thua, kế đạo nhân nhìn về phía hứa ứng, nói, ngươi là hứa thiên tôn, ta bất quá là cái gà rừng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta cũng tốt thành toàn ngươi bất thế uy danh. Hứa ứng lắc đầu, nói, ngươi tự nhận là ma, vì thành tiên, phản bội tổ đình tới giết tiểu thiên tôn, ta buông thang ngươi, không biết ngươi còn có thể làm ra chuyện gì tới. Kế đạo nhân trong lòng giật mình, lập tức hung tính đại phát, đột nhiên cùng nguyên thần dung hợp làm một, vỗ cánh phóng lên tận trời, kêu lên, hứa ứng, người muốn giết ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Trước nguyên thần của ngươi, trên bầu trời, ánh lửa phun trào, một ngụm hồng lô khổng lồ xuất hiện. Kế đạo nhân trong lòng giật mình, lập tức chuyển hướng, phóng tới hứa ứng bản thể, nhưng mà chạm mặt tới cũng là sáng tỏ không gì sánh được thần nhân, bát hoang luyện nhật lô chạm mặt tới. Hắn phóng tới những phương hướng khác, nhưng gặp bốn phía, lô hỏa so thái dương còn muốn sáng tỏ, quá lại hắn hết thảy đường đi. Oanh, từng thanh bát hoang luyện nhật lô hòa làm một thể, mà kế đạo nhân được thu vào trong lò. Sau một lúc lâu, lão đạo này liền bị luyện thành cho tàn. Hứa ứng thu hồi nguyên thần, quay người hướng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Tiên Mộ đi đến, thầm nghĩ, nơi đây là không tiếp tục chờ được nữa, kế đạo nhân có thể tìm đến nơi này, những người khác cũng có thể tìm đến nơi này, ta chỉ cần mang theo tiểu thiên tôn đi địa phương khác tránh né. Phía sau hắn bên trong một cái tam thanh nguyên thần tiến vào tiểu thiên tôn thể nội, nhập chủ tiểu thiên tôn nhục thân. Tiểu thiên tôn đứng lên, hứa ứng đi vào tiên mộ trước, lấy ra vài nén nhang, là tam đàn hải hội đại thần kính hương, cầu chúc một phen, lập tức hướng hỗn thiên lăng càn khôn quyển các loại tiên khí nói, trong khoảng thời gian này, quấy dày các vị, ứng trong lòng rất là bất an. 48.000 năm trước, nếu là có đắc tội địa phương, chư vị cứ việc trừng trị, ta tuyệt không hoàn thủ. Phong hỏa luân cùng gạch vàng trong tiên mộ bay ra, nhưng không có xuống tay với hắn hứa ứng cảm ơn mang theo tiểu thiên tôn quay người tiến vào loạn tinh hải hắn không đi ra bao xa bỗng nhiên từng luồng từng luồng khí thức cường đại quấn động tinh hải từng tòa tàn phá mảnh vỡ ngôi sao hậu phương rất nhiều thân ảnh cường đại xuất hiện hứa ứng trong lòng hơi trầm xuống lập tức chuyển hướng lúc này hậu phương cũng có từng luồng từng luồng khí thức phóng lên tận trời từ trong tinh hải đi ra rất cường đại thân ảnh đế quân hạ lệnh lấy tiểu thiên tôn tính mệnh liền có thể đổi một cái phi thăng danh ngạch. Một tiếng nói giả nua truyền đến, thản nhiên nói, chư thiên vạn giới, ai có thể không điên cuồng. Hứa ứng, người giết kế đạo nhân thời điểm, chúng ta thấy được sự cường đại của ngươi. Một vị tổ đình cường giả đi tới, thản nhiên nói, nhưng ngươi coi như mạnh hơn, cũng vô pháp mang theo tiểu thiên tôn sống mà đi ra loạn tinh hải. Hứa ứng một trái tim dần dần trầm xuống, tiến vào loạn tinh hải bất kỳ một người nào, hắn đều không sợ, những người này tuy mạnh, nhưng đơn đả độc đấu, hắn có lòng tin có thể đúng quy cách giết bất kỳ một người nào dù là đối phương nổi tiếng lâu đời nhưng là nhiều cường giả như vậy xuất hiện tại loạn tinh hải kiến nhiều còn cắn chết voi huống chi những cường giả này bên trong có rất nhiều người tu vi không kém hơn hắn hứa ứng khóe mắt cơ bắp nhảy lên kịch liệt dưới lấy ra một sợi dây thừng tiểu thiên tôn đi tới nằm nhoài trên lưng của hắn hứa ứng dùng dây thừng đem hắn ôm vào trên người mình thu hồi mình tại tiểu thiên tôn thể nội tam thanh nguyên thần thấp giọng nói, đừng sợ, ta mang người giết ra ngoài. Hắn nói đến đây, đột nhiên trước mắt trong thoáng chốc hiện ra một bức tranh, đồng dạng là như vậy tuyệt cảnh, đồng dạng là 14 tuổi thiếu niên, chỉ bất quá khi đó chính mình là tại hướng một đứa bé con cười nói, đừng sợ, ta mang người giết ra ngoài. Một màn này, phảng phất tái hiện, hứa ứng đang muốn xông vào, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một đạo hồng quang, một đạo hồng lăng bay tới, từ hắn dưới nách xuyên qua, tại hắn sau đầu lượn quanh một vòng, lại từ hắn một cái khác dưới nách xuyên ra hỗn thiên lăng tung bay, tạo nên lập lòe tiên quang. Hứa ứng ngay tại kinh ngạc, đột nhiên dưới chân nóng lên, hai đạo phong hỏa luân gào thét mà đến, xuất hiện tại lòng bàn chân hắn. Đừng, một đạo hỏa quang bay tới, trong tay hắn liền thêm ra một cây hỏa tiêm thương. Gạch vàng, càn khôn quyển vị vị rung động, một cái lồng tại đầu vai của hắn, một cái treo tại đỉnh đầu của hắn. Trong khoảnh khắc, hứa ứng một thân tiên khí, võ trang đầy đủ, rất nhiều tiên khí, tiên quang bắn ra bốn phía. Càng đổi mới đến muộn, hướng mọi người tạ lỗi. Heo về đến nhà, ngày mai hẳn là có thể khôi phục bình thường đổi mới. Phó hiệp thăng tiến thành tiên hiệp, không, ở đây chúng tôi chơi ngải, mời bạn đón đọc chương 546, thần ảnh như cũ tại. Ta hôm qua nói chính là 9 giờ tối về đến nhà, khả năng có độc giả hiểu lầm 9 giờ đổi mới. Ta về đến nhà sau thu thập một chút ăn chút cơm tối, trên cơ bản chính là 10 giờ rồi, gõ chữ lá gan đến tối sau 12 giờ mới viết xong hơn 4,500 chữ, đổi mới đi ngủ, không có ý tứ, cái này đến muộn như vậy mới càng. Hứa ứng dũng khí vì đó một tráng, nhấc lên hỏa tiêm thương, chỉ hướng đám người, trong tiếng hít thở ai dám chặn đường ta. Lời vừa nói ra, bốn phía đến từ chư thiên vạn giới cùng ma vực cường giả chen chúc hướng hắn đánh tới. Thành tiên, một cái làm cho vô số người điên cuồng từ. Nhưng muốn thành tiên khó khăn cỡ nào, nhất là đối với chư thiên vạn giới cường giả tới nói, Thành tiên là tất cả luyện khí sĩ suốt đời mộng tưởng, nhưng siêu cấp thiên kiếp trực tiếp chặt đứt chúng sinh đường thành tiên. Coi như vượt qua thiên kiếp, thiên lộ đã đứt, cũng vô pháp phi thăng. Hiện tại thành tiên chỉ có một con đường, đó chính là thành tiên danh ngạch. Lần này đế quân thả ra một cái thành tiên danh ngạch, đủ để khiến chư thiên vạn giới cường giả điên cuồng. Vì cái này thành tiên danh ngạch, đi vào tổ đình săn giết tiểu thiên tôn vạn giới cao thủ đông đảo, các loại thần thông dẫn đầu bay ra, hướng hứa ứng đánh tới. Chư thiên vạn giới cao thủ, cận thân vật luận tương đối ít, thường thường đều là địch nhân chưa đến, thần thông đi đầu, lấy thần thông quyết thắng. Loạn tinh hải bên trong, trong lúc nhất thời các loại thần thông quang mang xuất phát, khác biệt truyền thừa, khác biệt đạo pháp, cho thấy quang mang cùng hình thái cũng là khác biệt, đây cũng là khác nhau. Các loại kỳ vĩ đạo tượng, ở trong loạn tinh hải ghé qua, mang theo hủy thiên diệt địa ba động, đem hứa ứng bốn phía phong tỏa, hướng hắn đè xuống. Vẹn vẹn một đợt này công kích coi như hứa ứng không có tiểu thiên tôn vướng víu này, cũng tuyệt đối ngăn không được, không tránh được. Hứa ứng đầu vai, hỗn thiên lăng bay lên, một đạo hồng lăng càng ngày càng rộng, ở trong tinh không xuyên thẳng qua, chí nhu như không có gì, đem từng đạo thần thông ngăn lại. Tùy ý những thần thông kia như thế nào cường đại, cũng không thể thương hồng lăng mảy may. Hứa ứng cầm trong tay hỏa tiêm thương, chính diện chào đón từ tổ đình cường giả, sau một khắc, hắn dưới chân ánh lửa lóe lên, ở trong tinh không lưu lại hai đạo thật dài quang ngấn tay run chỗ, hỏa tiêm thương như hỏa long ra vực sâu. Ngành tiếc một thương này chính là đến từ kiến võ thế giới đại cao thủ, tên là Mộc Thu, đạo tiên vương lưu tại nhân gian truyền thừa, tu luyện là đạo huyền vũ quyết. Mộc Thu gặp trường thương đánh tới, vội vàng thôi động huyền công, quanh thân tiên đạo phủ văn bay múa, sau lưng khí cơ hình thành huyền vũ dị tượng. Có vạn trượng huyền quy bao phủ nó thân, oa, à, hỏa tiêm thương trực tiếp đem huyền quy đâm xuyên, tính cả Mộc Thu cùng một chỗ đâm xuyên, đem vị đại cao thủ này trực tiếp đâm chết ở trong tinh không. Từng mặt cờ cờ bay tới, rơi vào hứa ứng bốn phía, trong khoảnh khắc liền gặp một tòa vạn kỳ tạo hóa trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, một vị dung mạo cao cổ đạo nhân đứng ở trong trận, thôi động tiên pháp. Nhưng gặp vạn kỳ phiêu diêu, trong trận thần ma nổi lên bốn phía, đứng ở từng mặt đại kỳ dưới. Lão đạo kia hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha nói, hôm nay ta long hưng thế giới phương kỳ môn, tới lấy trận này phi thăng phú quý. Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp Hứa Ứng Đầu vai càn khôn quyển bay lên, một đạo vòng tròn thôn nạp thiên địa, trong vòng kim quang đại phóng, đem cái kia vạn tôn thần ma tính cả đại kỳ hết thảy thu nhập càn khôn quyển bên trong. Những thần ma kia cùng đại kỳ rơi vào trong vòng, liền bị xoắn đến vỡ nát, cái gì phương kỳ tạo hóa trận, trực tiếp bị phá đi. Hứa Ứng Đầu vai run run, gạch vàng bay ra, vị một tiếng đem lão đạo kia đầu nện đến vỡ nát. Phía sau hắn, Hỗn Thiên Lăng dung chuyển, đẩy ra từng thanh tiên khí. Hứa ứng dưới chân phong hỏa luân vị một tiếng khởi động, mang theo thân hình của hắn, từ trong một đám tiên khí kia xuyên thẳng qua mà qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi tiên khí uy năng. Loạn tinh hải bên trong lập tức hỗn loạn tưng bừng, lần này tới lấy tiểu thiên tôn tính mệnh mặc dù đều là cao thủ, nhưng mắt thường cũng khó có thể bắt phong hỏa luân tung tích. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh lửa, nhưng ánh lửa là phong hỏa luân giấu vết lưu lại, đợi cho bọn hắn bắt được phong hỏa luân bóng dáng, thường thường là hứa ứng đã giết tới trước người, đối diện chính là đủ để đâm xuyên hết thảy hỏa tiêm thương. Hô, ba vị tổ đình cường giả từ ba phương hướng trong khi đâm nghiêng vào tới, người chưa đến, ba người thiên đạo đạo tràng cùng tiên đạo đạo tràng cũng đã trực tiếp bao phủ tới, đem hứa ứng gắn vào trong đạo tràng. Cái này ba đại cao thủ mỗi cái tu vi đều không thể so với cái kia kế đạo nhân kém, càng mấu chốt chính là bọn hắn tâm ý tương thông, xuất thủ điều khiển như cánh tay, đều nhịp. Ba người này gọi là Đông Hải Tam Thánh, tại tổ đình có thể sắp xếp có danh tiếng, chiến lực đứng hàng top 100. Đông Hải Tam Thánh xuất thân từ tổ đình Đông Hải, nghe đồn nơi đó có cổ lão thời đại Long Cung địa điểm cũ, ba người ở nơi đó tu hành, luyện đến một thân bản lĩnh phi phàm. Bọn hắn một mực không có xuất thủ, đang quan chiến bên trong tìm cơ hội, giờ phút này liên thủ xuất khích, chính là nhìn ra hứa ứng tu vi chỉ là trọng lâu kỳ, mặc dù luyện thành tổ pháp, nhưng tu vi có hạn mức cao nhất. Cho nên ba người chế định kế hoạch chính là, trước chân áp hứa ứng tu vi, liền có thể tùy ý thu hoạch hứa ứng cùng tiểu thiên tôn tính mệnh ba người, sáu tòa đạo tràng, trùng điệp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền đem hứa ứng nguyên thần pháp lực trấn áp, chính là lục đại na tổ động thiên, cũng bị trấn đến không có khả năng vận chuyển. Hứa ứng lại tại lúc này ngẩng đầu lên, sắc mặt quỷ dị nhìn xem bọn hắn, trong mắt có ánh lửa lưu truyền. Các người coi là, giờ phút này chiến đấu là ta sao? Sai, là tam đàn hải hội đại thần tiên khí đang chiến đấu. Hứa ứng trong tay, hỏa tiêm thương nhảy nhót, đột nhiên một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể của hắn sau một khắc hứa ứng mọc ra ba cái đầu sáu đầu cánh tay ba đầu tám tay hỏa tiêm thương hỗn thiên lăng càn khôn quyển gạch vàng các loại bảo vật rơi vào trong tay hứa ứng đỉnh đầu thái nhất nguyên khí xông ra nhất khí hóa tam thanh hình thành tam đại thiên địa nguyên thần cũng là ba đầu tám tay bắt lấy các loại tiên khí hỗn thiên lăng tạo nên bốn phía tinh không lập tức trời đất quay cuồng bị đáng đến quần tinh giao động đánh tới tất cả mọi người khó mà ổn định thân hình. Đông Hải Tam Thánh một trong phương tùng hòe không tránh kịp, trực tiếp bị hỗn thiên lăng quấn lấy, tựa như thái cổ thần long quấn ở trên thân, bị xoắn đến xương cốt đứt từng khúc, nhục thân sinh sinh xoắn nát, nguyên thần cũng bị khóa tại bên trong, tại chỗ rào sát. Trong Tam Thánh Vương Bình Nam được thu vào càn khôn quyển, luyện hóa thành cho, cuối cùng một thánh lý như yên bị gạch vàng nện ở chán, đầu nổ tung, thi chìm loạn tinh hải. Tam Thánh trong khoảnh khắc tử vong. Hứa ứng nghênh tiếp mặt khác đánh tới cường giả, thân hình quỷ mị, thương gia như rồng, càn khôn quyển bay múa, hỗn thiên lang xuyên thẳng qua, gạch vàng suốt quỷ nhập thần, những nơi đi qua, cơ hồ khó kiếm có thể kiên trì một hiệp chi tướng. Phía sau hắn, huyết vụ bốc hơi, thời gian dần trôi qua hình thành một cái bao phủ loạn tinh hải bóng ma. Đó là tam đàn hải hội đại thần bóng ma, ba đầu tám tay, cầm trong tay các loại tiên binh, như thần như ma, trấn áp loạn tinh hải nương theo lấy chết ở trong tay hứa ứng cao thủ càng ngày càng nhiều, bóng ma kia liền càng phát ra rõ ràng, hóa thành hư ảnh. Giết vào loạn tinh hải đám người bị giết đến sợ hãi, đến từ thái thủy đại thế giới rất nhiều cao thủ riêng phần mình tế lên nhà mình trấn phái tiên khí, trốn ở một tòa lục địa to lớn hậu phương, từng cái hãi hùng khiếp phía. Bọn hắn bốn phía trong tinh không, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hét thảm, có người bị như hỏa long thần thương đâm xuyên, có người bị hồng lăng quấn lấy rào sát, có người bị nện đến đầu biến mất có người bị nện đến chỉ còn lại có đầu đám người chừng to mắt ngừng thở không dám phát ra cái gì tiếng vang nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo gạch vàng bay ra xuyên thấu mảnh lục địa này đem bên trong tử phủ thần tông tông chủ đầu nổ tung mau trốn không biết ai phát một tiếng hô lập tức đám người trốn bán sống bán chết riêng phần mình tế lên tiên khí thủ hộ quanh thân hóa thành từng đạo lưu quang bốn phương tám hướng bỏ chạy bọn hắn trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp hứa ứng một thân một mình quyết chiến 18 vị tổ đình cao thủ, thân thể nhoáng một cái, liền gặp đỉnh đầu bay ra ba cái nguyên thần, cũng là ba đầu tám tay, thẳng hướng tứ phương địch nhân. Phó hiệp thăng tiến thành tiên hiệp, không, ở đây chúng tôi chơi ngải, mời bạn đón đọc, chương 547, những cái kia tổ đình cao thủ tại trong vòng mấy cái hít thở liền bị đánh giết, bốn phía tinh không phá toái tinh thần, cũng bị cái kia khủng bố tiên khí uy năng càn quét không còn, quần tinh bị đẩy ra thật xa. Đám người chạy tán loạn, liều mạng hướng bỏ chạy chỉ hận chính mình vì sao đi vào mảnh này ma chi hải vực quần tinh hỗn loạn thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hét thảm thời gian dần trôi qua tiếng kêu thảm thiết trở nên lơ lỏng lại qua thật lâu tiếng kêu thảm thiết ngừng cuối cùng chỉ còn lại có hứa ứng một người đứng ở trong vùng tinh không này hắn ba đầu tám tay dần dần tán đi nguyên thần cũng khôi phục bình thường trở về bản thể hứa ứng cởi xuống hỗn thiên lăng buông ra hỏa tiêm thương từ phong hỏa luân bên trên đi xuống quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia bao phủ loạn tinh hải khổng lồ hư ảnh. Đó là nơi đây huyết khí ngưng tụ, hình thành tam đàn hải hội đại thần hư ảnh, ba đầu tám tay, vĩ ngạn dị thường, chiến ý như biển. Nhưng hình thành vị này tiên thần khí huyết nghe tại tán đi. Hứa ứng không còn chiến đấu, không còn chém giết địch nhân, vị này tam đàn hải hội đại thần tàn mát ở trong thiên địa tinh thần lạc ấn liền lại tiêu tán ở trong loạn tinh hải. Tư nhân đã qua đời, cho dù nó tinh thần lạc ấn, cũng đã phá toái phá diệt, như tinh hỏa phiêu đáng. Chỉ có hứa ứng nắm lên hỏa tiêm thương, tế lên hỗn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, quyết đấu một đám cường địch lúc, cái kia ngự xa phá toái tinh thần mới lại lần nữa ngưng tụ khôi phục. Nhưng mà, hứa ứng không có khả năng một mực chiến đấu, địch nhân cũng không có khả năng vĩnh viễn giết không hết, dẫn đến tôn này cổ lão thời đại chiến thần cuối cùng vẫn muốn cắt bụi trở về với cát bụi. Hứa ứng ý tưởng đột phát, nếu như có đầy đủ nhiều địch nhân, có đầy đủ nhiều huyết khí, như vậy, Tam đàn hải hội đại thần tinh thần sẽ đoàn tụ, hư ảnh sẽ dần dần từ hư hóa thực. Hắn lại bởi vậy khởi tử hoàn sinh sao? Vừa rồi một màn kia, tựa hồ tỏ rõ lấy có loại khả năng này. Hỗn thiên lăng bay tới, lăng bên trong truyền tới một ý thức cổ lão, không cần tự mình đa tình. Chúng ta sở dĩ giúp ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi vì Tam đàn hải hội đại thần lên vài nén nhang, cũng không phải ngươi đối với chúng ta khách khí, chưa bao giờ đem chúng ta xem như công cụ đối đãi chúng ta không phải ngươi vài nén hương liền có thể thu mua. Hứa ứng nắm thật chặt trên lưng tiểu thiên tôn, cười nói ta chỗ này còn có vài nén nhang. Hỗn thiên lăng bên trong ý thức nói, chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hảo cảm, càng không tồn tại tình cảm gì. Ngươi việc ác bất tận, năm đó đến trộm tam đàn hải hội đại thần lăng mộ, bắt cóc phong hỏa luân, thuận đi gạch vàng, chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, hỏa tiêm thương từ dưới bàn tay của hắn bơi qua, nhẹ nhàng chạm đến lòng bàn tay của hắn, trong thương cũng truyền ra một cái cổ lão tư duy, chúng ta sở dĩ trợ giúp ngươi, chủ yếu là đối với tiên giới bất mãn, không dung tam đàn hải hội đại thần đạo tràng, liền thành tiên giới chó săn danh lợi tràng. Gạch vàng bay tới, tung bay ở trước mặt hứa ứng, cũng có một cái cổ xưa ý thức truyền đến, chức trách của chúng ta, chính là thủ hộ khu đạo tràng này, thủ hộ hắn tiên mộ. Thẳng đến hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, hứa ứng trần chờ một chút, hỏi thế nhưng là, Tam đàn hải hội đại thần có thể tỉnh lại sao? Những tiên khí này trầm mặc, không có trả lời, mặc kệ tam đàn hải hội đại thần sẽ hay không tỉnh lại, bọn chúng đều sẽ thủ hộ lấy nơi này. Hứa ứng không nói thêm gì nữa, buông xuống tiểu thiên tôn, phân ra một đạo nguyên thần nhập chủ tiểu thiên tôn nhục thân, hướng bọn chúng thi lễ, quay người hướng loạn tinh hải đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, hỗn thiên lăng các loại tiên khí vẫn như cũ bồng bềnh ở nơi đó, tựa hồ cho hắn tiến đưa. Loạn tinh hải bên ngoài con đường cũng chỉ có thể hứa ứng đi một mình, có nguy hiểm lớn hơn nữa, bọn chúng cũng không thể giúp đỡ. Hứa ứng phất phất tay, quay người rời đi, thấp giọng nói, cổ lão thời đại tại sao lại xuống dốc. Những này có được thông thiên triệt địa thủ đoạn thần thánh, lại là vì sao mà suy vong. Trên người bọn họ, lại có cái gì truyền kỳ, tiểu thiên tôn, người biết không, hắn liếc qua đi theo bên cạnh mình tiểu thiên tôn, thở dài, không có nguyên thần của mình trèo trống, tiểu thiên tôn chính là cái kẻ ngu, cái gì cũng không thể làm coi như cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn cũng không được. Loạn tinh hải bên trong, tiên mộ bên cạnh, hỗn thiên lăng vẫn như cú vẩn quanh tại tiên mộ bốn phía, nhẹ nhàng phiêu đáng, đẩy ra những cái kia vào tới tiên mộ tinh thần. Hỏa tiêm thương cắm ở cựu khanh, không nhúc nhích, càn khôn quyển treo ở trên bia mộ, gạch vàng lẳng lặng nằm tại tiên mộ trong quan tài, phong hỏa luân cũng không còn thiêu đốt, lẳng lặng tựa ở góc tường. Bọn chúng lại khôi phục lại lúc trước ngày qua ngày tuế nguyệt, lại không bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ vừa rồi dựa vào hứa ứng một lần nữa kinh lịch tư sát, chỉ là để bọn chúng ngắn ngủi nhớ lại trước kia cao chót phát với nguyệt. Bọn chúng còn đang chờ đợi, chờ đợi có một ngày sẽ có một người một lần nữa mặc giáp trụ lên bọn chúng, rút lên hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, thắp sáng mảnh này hắc ám tuế nguyệt. Loạn tinh hải một bên, hứa ứng lên bờ, nhìn về phía khắp nơi đều có tiên đạo dị thường khu vực tổ đình, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, đón ra đầu đi thẳng về phía trước.